xong nó qua nghe bấm cái nhạc coi, xong nó nghe buồn buồn hiểu buồn hiu vậy trời. Có thấy đồ mốt đâu hả? Ta kéo này thêm tới trên bàn anh, trên bàn trên lầu á, không có đi mót đâu. Vô với chị, ủa em ghi cáp chứ trời, chắc nay mà không ghi cáp gì luôn quá. Hôm qua là bán 29.000 áo đó mọi người, bữa nay khui bơm vui vẻ nha mọi người ơi. Trời ơi cái gì mà nó có chút xíu tí này vậy trời, u là trời thiệt luôn á. Cherry gì đây? Trời ơi. Hôm nay vô khui bơm sương sương mấy chị ơi. Khui bơm vui vẻ mọi người ơi. Đây. Thành quả của bưu điện mấy chị ơi. Quá là chán đời rồi, quá là mệt mỏi rồi. Em nói thiệt với mấy bà luôn là bây giờ là cái thể loại gì cũng xuất hiện được mấy chị. Bây giờ là cái thể loại gì nó cũng có mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Mua hàng mà em mắc cười quá à. Mua 5 bộ giống nhau cho mọi người nha. Trời em kể câu chuyện ra mà em mắc cười quá cho mắc cười luôn á. Em đi công chuyện mà ông chồng ông kể cho em nghe mà em nghe em ngồi em cười xỉu luôn trời. Vô giùm em nha bà chị ơi, vô giùm em nha. Đó tôi khui bơm như đây, bơm thôi được rồi. Quá trời quá đất hả, mấy đứa này thiệt luôn á. Ăn ở không sao vô nhà tao bơm hàng tao không bị trời. Kéo rồi anh. Kéo đâu? Chị đang bận là bán rời á. Chị đang mang là bán rời nha. Chân váy là 65.000 còn cái áo là 89.000. Chân váy với áo là rời em ơi. Để cho mấy chị thích mua áo thì mua, mà thích mua quần thì mua nha. Chân váy này là chân váy quốc dân nhà em nè, chân váy này em bán nhiều lắm rồi. Thiệt luôn á, ai mà hả coi like nhà em là biết nè, cho bé quốc dân nhà em ha. Còn áo em đang mang đẹp lắm luôn á, 85 có 89.000 một cái thôi, có đồ của màu cho mấy chị lột luôn. Rồi vô giùm em nha mấy chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ liền tay đi mấy chị, cho em xin một nút chia sẻ liền tay được không ạ? Được không ạ quý vị ơi? Trời ơi ta mới bị một con nhỏ khùng mấy chị ơi. Em mới bị một con nhỏ khùng nó ám em mấy chị. Người ta nói á, khùng chút chút thì vui, khùng nhiều quá là tao đưa cái vụ cua vô đầu nha. Khùng một chút chút á thì nó vui nha mấy bà nha, mà mày khùng nhiều chút quá là tao thiệt luôn, tao cho mày cái vụ cua vô đầu liền. Nó mấy con nhỏ khùng kia mày có bị điên không? Tao tức chết luôn á. Nó mua em 5 cái mấy chị ơi, nó mua em 5 bộ đồ giống nhau mấy chị. Là em đã nghi em nghe cái mùi máu tanh tanh là trong đó là cái mùi bơm hàng rồi mấy chị. Em nghe cái mùi bơm hàng nó tanh cái kiểu như là nó rất là tanh rồi nha mọi người nha. Nhưng mà em cũng cố gắng em thì cũng như là dạng như là mình cũng lịch sự mấy chị. Tại vì thế nào không gửi cho nó là nó cũng sẽ hỏi là tại sao không gửi cho nó. Nhưng mà đảm bảo gửi cho nó là nó sẽ bơm chắc chắn luôn. À, chị đang mặc là chân váy nó có size em ơi. Áo đang mặc là bán rồi mấy chị, chân váy đang mặc là bán rồi nha, không có bán nguyên cái này, không có bán nguyên set đâu mấy chị. Cái này là áo rồi, chân váy rồi giùm em tự em mix đó mọi người ơi. Áo em đang mang là giá bao nhiêu ta? 89.000 còn chân váy là 65.000 nha. Chân váy là có size S, M và L giùm em luôn ha mọi người ơi. Quá trời mấy chị ơi, mua 5 bộ đồ giống nhau tới đó. Em mắc cười lắm, em kể nghe, em kể xong hết câu chuyện đi. Tao tức quá. À. Trời ơi. Áo như vậy chị, áo 89.000. Tới đó mấy chị, nó lựa ra 4 bộ đúng không? Ok, nó nói với em là có một bộ bị lỗi thì em nói ok, nếu mà bị chồng em mới nói là ok nếu mà bị lỗi thì chị trả về cho em trừ cho chị bộ đồ đó ra 105.000. Cái nó nói với chồng em là không, cái đó phải chia tiền ship với nó chứ. Tại sao nó bắt nó trả 30.000 tiền ship, phải 30.000 đó. Cái ông chồng ấy nói vậy, nếu mà chị nói chia tiền ship đúng không, vậy thì bộ đó là gì ta, 30 chia 4 hả, 30 chia 5 là 4.000 một bộ tiền ship. 5 thì cho 5.000 luôn là trừ ra 110.000. Cái nó kêu nè, ủa tại sao lại là 110.000? Bên em phải chịu 15.000, nó chịu 15.000 thôi chứ.
Ủa mày có bị thần kinh không? Mày đúng là cái con điên luôn không? Không, mày có bị khôn không? Mày ăn cái gì mà mày khôn quá vợ? Mày ăn gì mà mày khôn quá vợ? Thôi lấy chi có 15 ngàn chi vợ, nói nghe nè. Bắt xe từ dưới quê tới chứ cái miệt mày á, bắt lên nhà tao đi, tao tặng luôn 5 bộ đồ. Khỏi tốn tiền ship, khỏi tốn tiền ship, đị ơi, đị khôn quá trời đị ơi. Cỡ như đị á nha, ở dưới quê với cái mấy cái miệt nhà chị nó nhiều lắm đị ơi. Rất nhiều luôn nha đị nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời, tao chết chết đó trời. Ừ, 6 ngàn bộ. Tính bởi vậy tính đâu, ông này tính 5 ngàn nó không chịu nè. Trời ơi, ông tính 5 ngàn nó không chịu, ông mà tính 6 ngàn là 111 ngàn, trừ 111 ra 1 ngàn cho người ta. Ủa mà cái thói đời đâu ra vậy mấy chị? Mấy chị mua một bộ tiền ship cũng như vậy, mấy chị mua 5 bộ thì tiền ship cũng như vậy. Đúng chưa? Chừng nào em bắt mấy chị lấy luôn. Ừ, shipper người ta nói là không có bị lỗi gì đó chị ơi. Shipper không có bị lỗi gì đó. 53 chân váy size bao nhiêu chị? Chân 53kg chân váy mặc size M giùm em là vừa á. Coi la như phim dài tập. Thiệt luôn á, tao tức mấy đứa này quá trời luôn á trời. Vũ Hoàng Yến Linh hả? Cái một áo nâu đang mặc luôn 89 ngàn nè. Áo nâu đang mặc Vũ Hoàng Yến Linh là ok nè. 89 ngàn cái. Trời đất ơi, tao không hiểu luôn, tụi bay suy nghĩ trong đầu tụi bay nữa. Má ơi, bộ đồ bị lỗ thì trả lại cho shop người ta. Người ta có bắt chịu ship đâu, chịu ship trả về đâu. Trời ơi, sắp ta bắt tiền ship trả về tao không nói đây nè. Trời đất ơi, mua bộ đồ tính còn đòi lấy 15 ngàn tiền ship, trả 15 nghìn thôi chứ còn 15 ngàn bắt mình chịu. Chịu cái đầu cha mày ơi, mày khỏi mua luôn đi đỉ ơi. Mày khỏi mua luôn đây, đã đó tao giờ tao bán người khác mày ơi. Tao mất luôn ra 60-70 ngàn cũng được nữa, ok. Chứ gặp mấy cái thứ như mày hay mấy cái dông như mày là tao không có bán. Tao nói thiệt buồn tao chịu. Mà đáng lẽ cái mấy cái ca khó đó là bắt đầu là tôi là người phải gọi điện chốt đơn nè, chứ không phải là con bé nhân viên đâu. Tôi mà gọi điện chốt đơn là cái giống vậy là tôi không có gửi đâu. Để bắt công khỏi làm phiền tôi giấc ngủ chưa. Âu là trời mấy đứa này thiệt chứ. Đó là đúng 5 bộ mới lấy 4 bộ. Samirin là giá 69, ơ lộn 125 ngàn. Nó nói với em là đúng 5 bộ mới lấy nha, 4 bộ đông nãy nó trả về. Còn thôi chịu 15 ngàn tiền ship má tức không. Trời bị khùng không, đỉ nó đúng khùng luôn á. Thiệt luôn á. Trời ơi mày khôn quá chị khôn luôn á, thiệt luôn, mấy đứa khùng khùng hay khôn quá vậy trời. Trời đất ơi. Có mấy màu vậy chị, đợi chút xíu em lên cho. Trời ơi cái gì mà lấy áo chị mặc vậy? Cái gì mà lấy áo chị mặc không vậy trời? Thiệt tao tức chết á. Áo mặc còn nè, áo mặc còn. Để khui bơm đi. Hay là muốn lên áo mặc trước? Hay là muốn em lên áo mặc trước? Muốn lên áo mặc trước thì lên áo mặc trước cho nè. Áo em đang mặc rẻ lắm, đợi xíu khui bơm cho. Hôm nay khui bơm xả lỗ hết luôn được chưa? Áo mặc có mấy cái nè, bà nào lấy đi 89 ngàn nha. Cho em bán áo trước đi, cái áo này có hơn chục cái rồi hết rồi, không có nhiều đâu mọi người. Màu trắng nè, cái tay nó đi bèo luôn là đẹp lắm. Cái tay đi bèo luôn đẹp lắm. Ôi mấy nhỏ khùng sợ luôn vậy á trời. Trời đất ơi. Chán mấy đứa này cứ ghê luôn á trời. Nó ăn gì mà nó khôn. Mà shipper người ta nói hả là hả không có lỗi gì luôn á chị. Đó. Mà thấy tức không? Cũng không trả người ta 30 ngàn tiền ship nữa. Có nổi quạ không? Đây nè, trời ơi nghĩ sao nó trả mình, nó trả giá cho mình 15 ngàn tiền ship mà kêu nó trả 30 ngàn tiền ship vậy. Trời ơi, đây nè, biết chi không? Nó vô nhà lấy viên thuốc ngủ nè, về nhà uống đi, ngủ giấc. Mơ, u là trời á. Không biết em ơi, giờ dịch bệnh chị không biết khi nào có hàng nữa em. Nhưng mà nhà chị đi cũng nhanh lắm, khu nào dịch thì nó đi chậm. Còn chỗ nào đi nhanh là đi nhanh nè. Ok, Nguyễn Y, Phương Hỏa lấy 5 áo nè. Rồi màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu nâu mấy chị ơi. Xanh hồng trắng nâu. Áo này em có mấy cái rồi mấy chị. Váy suông còn không trang, váy suông em hết luôn rồi. Ngô Yến một áo trắng có chị Ngô Yến nè. Chị Ngô Yến đơn mới nha. Chị Ngô Yến đơn mới nha chị, đơn cũ đi rồi chị ơi. Áo nâu Ngọc Trâm nè. Ok luôn nè. Nguyễn Xuyên Trần áo trắng hả? Xuyên Trần áo trắng cho cái trắng coi. Xuyên Trần áo trắng nè, ok lên thông tin giùm em luôn nha. Rồi lấy cho em cái chân váy S nha chị, ok cho Vivi nè. Vivi trong váy size S ok la luôn. Đây mấy chế, áo này còn được nâu hồng nha mọi người nha, nâu hồng với bơ. Nâu hồng với bơ giùm em luôn, rồi nu cho Ngọc Phạm luôn. Nu cho Ngọc Phạm luôn nè, rồi còn cái bơ mấy chị ơi. Còn cái bơ với cái hồng mấy chị, hồng dễ thương lắm. Trời áo này đẹp lắm mấy chị ơi, có mấy chục ngàn cả, có 89 nghìn nè mọi người. 89 ngàn giùm em thôi nha. Phơm dán già mấy chị có thể về mặc giống quần cho em ok luôn á. Về mà mặc giống quần ok la hết luôn nha. Rồi hai cái quần 59 ngàn là gì vậy ta? Quần 59 ngàn là quần gì vậy? Quần legging đó hả em?
Hại Ngọc Hân hỏi quần legging đúng không? Ừ, chỗ không dịch là cỡ 2-3 ngày là nhận được hàng rồi. Còn chỗ nào dịch thì đi nó hơi chậm mấy chị ơi. Giờ tình hình dịch bệnh rồi, hỏi em nhiêu ngày em không biết đường trả lời mấy chị. Tại không biết mấy chị ở đâu nữa, không biết cái khu đó coi mấy chị có nhận được hàng không nữa. Trời ơi, có nhiều chị muốn mua hàng của nhà em lắm luôn á mọi người, mà em không biết gửi chỗ nào cho mấy chị được luôn á. Không có chỗ nào dám nhận cái khu vực đó luôn á, nó dịch mà nặng như vậy luôn á mấy chị. Nè, áo hồng em chốt cho chị Cao Thị Bích Hạnh. Rồi em còn có một cái màu gì, màu bơ à, màu bơ đẹp lắm á, các em mặc lên thiệt đẹp lắm. Rồi chân váy 69.000 size M chị Tuấn Anh Lê. Chân váy 69.000 Tuấn Anh Lê, lấy chân váy xuống đi anh. Rồi em khui bơm mấy chị. Khui bơm chia sẻ like giùm em nha. Cái này bơm bưu điện mọi người ơi. Cái này là em không biết là nó có gửi hàng cho khách không nữa mấy chị. Hay là khách không nghe máy hay sao cũng không biết nữa. Hàng bưu điện là không có nói được cái gì mấy bà ơi, thích nó gửi nó không thích thôi à. Hàng bên chị che đi nhanh lắm nè. Ồ ai, nói chung là ai ở khu vực mà gọi là bị vùng xanh nó thì đi nhanh lắm. Còn mình ở vùng mấy cái vùng mà dạng như vùng đỏ mấy chị, hoặc là mấy khu khó giao á là thua mấy chị, nhiều khi muốn mua mà không mua được luôn á. Nhiều khi muốn mua mà không giao được luôn mọi người. Lê Tâm áo bơm chốt luôn. Rồi mấy chị ơi lên giùm em mấy chị nha. Em xả bơm xả sale cho mọi người nè, xả bơm xả sale cho mấy chị luôn nè. Trời đất ơi chán muốn xỉu luôn vậy đó. Rồi áo khoác sập mấy chị, 40-60kg mặc vừa giùm em luôn. Rồi 49.000. Chốt giùm em nha, cho em xin nút chia sẻ mọi người. Cho em xin nút chia sẻ giùm em ha. Rồi áo đã mặc em hết mấy chị, áo đã mặc em hết. Chân váy 65.000 cái giùm em luôn, cho bên trong có lót quần nha. Rồi sọc xám với lại sọc xanh 49.000 cái mọi người. Sọc xám sọc xanh 49.000 giùm em thôi nha. Ok chưa? Hôm nay áo sơ mi trắng đen về hàng rồi, đợi xíu lên sơ mi trắng đen luôn cho. Áo nào em hết mất tiêu rồi. Áo nào đang mặc em hết mất tiêu rồi mấy chị. Hết rồi. Làm gì? Đang bận có người lấy luôn rồi mà. Ủa vậy còn cái nâu hả? Còn cái nâu đang mặc là cho chị Diệu Linh Nguyễn Thị, em có áo đã mặc cho chị nha. Rồi khoác sập nè, 49.000 nè, mỗi người cãi giùm em đi nha. Mỹ Linh cái sập lên thông tin giùm em luôn. Rồi nhỏ luôn cái sập, trời ơi bây giờ xị mà còn ngồi đó lựa màu, tao chán bà quá à. Rồi ok, chân váy S em hết mấy chị ơi, còn ML mấy chị. Còn ML giùm em luôn nè mấy chị. Rồi bộ thể thao mấy chị, bộ thể thao sale rẻ cho mọi người mua về mang luôn ha. Bộ thể thao này còn 2 bộ nè mấy chị. Cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị, nay em khui bơm banh sát luôn. Bơm mà còn một làn nữa ngoài trước cửa. Mệt mỏi luôn. Rồi bộ ba lỗ màu bơ nè, giờ cái bộ này hơi hiếm nha. Giờ mà mua được cái bộ này là hơi hiếm á, tại không có hàng luôn. Chất zip luôn nha mấy chị ơi, 89.000. 89.000 hết rồi, làm gì còn. Hả? Má má không phải má ơi, má lanh quá trời luôn á thiệt. Nha, cái này là hàng hiếm nha mấy bà. Hết áo sập mấy chị ơi, hết áo sập giùm em luôn. Rồi bộ này còn 2 bộ xanh với vàng mấy chị. Bộ này còn 2 bộ xanh với vàng giùm em nha. Ai lấy xanh chút xanh, ai lấy vàng chút vàng giùm em luôn. Đó, 89.000 bộ thôi. Rồi nè, trời con nhỏ này chắc tinh hình là bơm thiệt á. Tiền bích ngập gì nè. Mua hàng mà kiểu này là tình hình là bơm chứ còn gì nữa. Nói gì. Trời ơi. Xét bơ chị Ly Nguyễn chốt đơn luôn, nhớ chia sẻ giùm em luôn nha. Rồi. Chị mở cảnh báo em đi, tao không biết con Mỹ Duyên bị cái gì mà bị cảnh báo nè, bữa giờ luôn nè. Ok luôn, bơ kìa. Bơ ai lấy vàng chút vàng em luôn mọi người ơi nè. Sơ mi rin mấy chị. Sơ mi rin sale luôn cho mọi người luôn nha. Thùy Nguyễn ơi em còn màu vàng cho chị nha chị. Thùy Nguyễn em còn màu vàng cho chị đẹp nha. Rồi em lên cho giùm em đi, đợi xíu em lên hàng mới tiếp cho mọi người nha. Cho em khui một hai cục bơm cho mấy chị luôn nè. Rồi sơ mi tay ngắn sale 1.19 cái bà luôn cho nó hết luôn. Rồi 1.19 giùm em nha mấy chị. Sơ mi rin nha mọi người nha. Mickey với lại chữ 119.000. Mickey với lại chữ 119.000. Này áo sơ mi rin này là hàng mới cho em nè tình yêu nè. Có chữ đằng sau lưng nha, 129. 129 này sale 119 cho mọi người luôn. Này có like áo khoác không bà? Có chị ơi. Em có đăng hình là em có hàng hết trơn á. Ê. Áo giống như em đang mặc còn cái trắng đó chị. Áo như em đang mặc còn cái trắng, ai lấy trắng chút trắng cho em luôn đi. Hết luôn hả? Rồi ok luôn. Trời ơi là trời á. Khui bơm mít mà sụm nụ quá chị. Khui bơm mít mà sụm nụ luôn á. Rồi đợi em chút nè, em xong cái này em lên cho bà chị cái áo sơ mi nha. Siêu rẻ siêu đẹp luôn. Trời ơi mấy chị thấy không, hàng nè. Đây là hàng nhất nách không. 129 cho tiền tuyền luôn. Rồi sơ mi chữ cho mi nhỏ 119. Sơ mi chữ cho mi nhỏ 119 nè. Cái loại cũ này là 119 nha. Rồi tiền tuyền lấy 129 á. Tiền lấy 129 á. Rồi ngố mấy chị ơi, hôm nay ngố về nhiều mấy bà ơi. Hôm nay ngố về quá chuyện gì về luôn. 129 là cái mới đúng không? Ừ, 129 là cái mới á. Chị nay có đồ bộ không chị? Trời ơi, đồ bộ nhà chị là vô đúng lò luôn rồi đó. Rồi Adidas giùm em mấy chị ơi. Rồi nè, sale cho mấy chị luôn nè, bộ này mặc hơi bị xinh nha.
Có bộ một thôi nha mấy chị, 59.000 luôn. Ờ, chẳng giống cái nâu thì em lấy. Diệu Linh Nguyễn Thị có cái nâu đang mặc cho bà rồi nè. Có chừa cái nâu đang mặc cho bà rồi đó gái ơi. Rồi Tuyền Tuyền lên thông tin cho em luôn. Tuyền Tuyền ơi, lên sơ mi hả? Ok em lên liền cho. Rồi, cái gì ta, áo sọc với chị 49.000 còn một luôn nè. Em khui hồi lập thẻ nè quý vị. Lập chị thẻ nè quý vị ơi. Rồi ngó chốt cho Mỹ Linh nè, chốt Mỹ Linh ngó luôn. Chốt Mỹ Linh ngó luôn, con Nguyễn Ngân này cặp chưa vậy? Rồi, lập thẻ với chị, lập thẻ quần đùi nha. Lập thẻ quần đùi sale chị em mình 69.000 lụa mango luôn á. Lụa mango lập thẻ quần đùi nhanh. Đi lên phòng chứ bà nội nha, lên. Nhanh. Không. Bước lên lầu. Nín. Đi lên lầu với nội nha, lên. Áo rớp tớp em về rồi luôn rồi nè, đợi em xíu lên cho nha. Rồi ok. Áo sọc 49 em chúc chị Loan Nguyễn nè. Áo sọc 49 chúc Loan Nguyễn nè. Lập thể em chúc cho chị Bùi Văn Đua nè. Lập thể em chúc cho chị Bùi Văn Đua nha. Rồi ok luôn. Bùi Văn Đua đang mở cho em nha chị. Bùi Văn Đua đang mở cho em. Cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị nha. Cho em xin nút chia sẻ giùm em luôn. Rồi đây mấy chị ơi, xét ngó mấy chị. Rồi ngó này em sell cho mọi người luôn nè, 79.000 luôn. Chốt giùm em ngó sơ mi mấy chị. Ngó sơ mi 79 nha mấy chị. Ngó sơ mi 79.000. Trời mấy chị nhìn cái cục hàng bơm đằng sau lưng của em nè, mấy chị nhìn. Nhìn em nóng lạnh theo luôn mọi người, nhìn nóng lạnh theo luôn á. Rồi đây. Trời ơi con gấu to nè mấy chị. Cái bộ con gấu to này hơi bị hiếm luôn nha. Rồi sell cho mấy chị 89.000 gấu lớn luôn. 89.000 gấu lớn, 79.000 sơ mi luôn ha mọi người ơi. Rồi ok, lên tiếp hàng giùm em. Em lên quần quần jean với lại áo sơ mi cho mấy chị nha. Bơm đợi em tí đi, em like từ từ, em xem em vô em lên bơm nha. Nay em về nhiều mẫu lắm mấy chị, yên tâm đi. Hàng hôm nay là em nói thiệt luôn á, nhức nách luôn á. Hôm nay có áo bờ ra đó nè, trời ơi bữa giờ khách hỏi bờ ra quá trời luôn. Chị em mình nó hả kiếm em mua bờ ra quá trời luôn á. Em đâu có hàng đâu mấy chị. Bữa nay em về được cái bờ ra mà em mừng quá trời mừng luôn á khách ơi. Rồi em lên mấy chị ơi. Rồi mấy chị chia sẻ cho em nha mấy chị nha. Đợi em một tí xíu đi em lên sơ mi cho. Dạ rồi ngó sơ mi em chốt cho chị nào vậy? Dạ rồi ngó gấu ngó sập. Ủa ngó 79 em chốt cho chị đúng rồi, gấu nâu là em chốt cho chị Loan Nguyễn. Rồi gấu lớn là em chốt cho chị nào đây, sao comment nó trâu gì ghê vậy quá. Gấu sọc em chốt cho Đào Quỳnh, gấu sọc em chốt cho Đào Quỳnh nè. Rồi sơ mi rin em chốt cho chị Na Bi Huệ. Rồi ok luôn, Na Bi Huệ lấy chuột luôn, ok la tình yêu luôn. Thấy nha mấy chị ơi, thấy nha. Rồi cho em xin nút chia sẻ liền tay đi mấy chị. Bắt đầu em lên cái mã này cho mọi người ơi. Trời ơi nó cái quần này đẹp hả ơi. Quần này đẹp chấn tặng cho em ơi. Trời ơi này cái quần này về nhức nách luôn. Ai? Tuyền Tuyền hả? Tuyền Tuyền nó thông tin giùm em luôn nha chị. Cái quần hai nút này bên đây nó quá đỉnh luôn. Trời ơi, cái lưng nó cao 1m8 có luôn á trời. Rồi em lên sơ mi chị em ơi. Em nghe nói cái sơ mi này nó vô mùa, nó hot dữ quá trời luôn á. Nên hôm nay là bắt buộc phải về cho mấy bà luôn đây. Ok nè. Rồi chốt đơn giùm em chị. Chưa. Để vô cho bà thấy có cái form cái đã. Ok. Trời ơi. Sơ mi mấy chị ơi. Rồi con nè, chị nào mà chưa được mua hàng hàng bơm đợi em xíu đây. Em khui nữa đó mọi người. Hôm nay là em tranh thủ em khui bơm cho nó kịp mấy chị ơi, thiệt luôn á. Một bao bơm đằng sau lưng em kìa. Em nhức cái đầu quá chị, nhức cái đầu rồi mấy chị. 40 tới 60 cân mình mang vừa giúp em luôn ha. Quần bữa nay cho em nó là cái chất jean. Jean nha mọi người nha, chứ không phải là hàng kaki giùm em. Jean giùm em luôn rất là xịn sò. Sơ mi lên con này bán chốt em mã định đi mấy chị.
vải siêu siêu đỉnh nha, phơm giùm em 40-60kg giùm em mặc thoải mái luôn. Sơ mi về hai màu trắng đen nha mấy chị, 55.000 con sơ mi thì thôi mấy chị ơi, 55.000 một em sơ mi thôi. Đây là sơ mi thần thánh luôn, mọi người mua hai cái về mặc liền giùm em ha, trắng và đen, thật sự với mấy chị luôn là mã đỉnh luôn á mọi người. Sơ mi trắng đen hai màu giúp em thôi mấy chị, tay ngắn mặc rất là dễ thương, rất là xinh luôn mọi người ơi. Quần em đang mặc 139.000 giùm em ha mọi người ha. Cái dáng này là dáng trơn cho em mọi người, dáng trơn nha. Em này là em zin cho em luôn nè, hơi bị xúc xắc luôn. Được chưa? Zin đen 139.000 một quần zin đen giùm em luôn. Sơ mi hai màu trắng đen nha mọi người nha. Giá chỉ có 59.000 thôi. Ở lộn 55.000 cái sơ mi giùm em thôi mọi người, 55.000. À lấy sơ mi, chốt sơ mi. Em lên sơ mi với lại em lên quần zin này xong em cui bơm tiếp cho chị em mình luôn. Được chưa? Ai lấy sơ mi chốt sơ mi, ai lấy áo chốt áo giùm em luôn ha. Rồi, cỏ may này là chuyển khoản đi đơn chưa? Hả? Cỏ may này chuyển khoản chưa? Sơ mi hai màu trắng và đen giùm em thôi nha mấy chị, có 55.000 mấy chị ơi. Em bán con này em chi ân cho chị em mình luôn em thiệt. Sơ mi nào đâu ra kiếm 55.000 mà vải nó dày dặn nó xinh đẹp như vậy mấy chị. Dáng sơ mi là dáng dài giùm em nha mấy chị, không phải dáng ngắn đâu, yên tâm nha mọi người nha. Sơ mi là dáng dài cho em luôn. Trời ơi mặc dễ thương quá trời luôn mọi người. Nhìn giùm em đây quá đẹp luôn mọi người ơi. Quần 139 nha. Quần 139 một màu đen duy nhất mấy chị. Một màu đen duy nhất giùm em luôn. Em like xong con này em lên khui bơm tiếp cho mấy bà trẻ luôn ha. Rồi giả thả một cái sơ mi trắng luôn. Thanh Tuyền một trắng một đen có luôn. Rồi ok Thanh Tuyền có luôn nha. Sơ mi trắng cho Tuyền Thanh có luôn. Tuyền Thanh ơi, khi nào em nhận được hàng vậy? Để dưới đường chị cho ship người ta giao lại cho em nè. Đào Quỳnh em đã nhắn tin cho anh rồi, Tuyền Thanh khoan đi đơn rồi mà anh vẫn cho đi đơn anh. Rồi Tinh Trần lấy hai áo sơ mi lên thông tin lại giùm em luôn. Nguyễn Ngân này cọc chưa vậy? Nguyễn Ngân ơi cọc cho chị chưa em ơi? Quỳnh Trần lấy sơ mi đen. Trúc Trâm sơ mi đen. Ok luôn nha. Rồi Phương Lan. Phương Lan một trắng một đen luôn. Hạnh Lê hai đi quần. Hạnh Lê hai đi quần có luôn. Hạnh Lê một ri nè. Hai đi quần có luôn. Sơ mi đen Trúc Lâm cỏ luôn. Sơ mi đen Trúc Lâm cỏ luôn. Sơ mi 55.000 một cái cho em mấy chị, 55.000 mấy chị ơi. Hỏi nó nhiều mấy chị. Thích là nhất thôi mọi người, có 55.000 hả bà trẻ, quá đẹp quá dễ thương cho em luôn. Ha. Ok, Trúc Lâm có đen rồi luôn. Thẻ luôn một cái trắng em chốt luôn. Sơ mi 55.000 cái mấy chị ơi. Quá rẻ luôn á mấy chị. Rồi Mai Thảo Trần thiệt em nói người mua hai cái đi. Hai cái có 101.000 mấy chị. Hai cái có 110.000 à mà nó rẻ gì đâu quá mấy bà trẻ thiệt. Rồi ok luôn nha. Bữa lấy sơ mi rồi mà gửi em. Bữa em lấy sơ mi rồi mà gửi em chân váy với sơ mi luôn. Em ơi cái mẫu đó là nguyên set. Cái mẫu em nói là nguyên set đó cưng ơi. Nha. Rồi từ đợi em xíu em báo sai quần sau cho mọi người cho. Dạ. Quỳnh Trần có luôn, Trúc Lâm có rồi luôn ha. Chị Thương Nguyễn sơ mi trắng, sơ mi đen với lại quần size S luôn. Quần S này nhà em dưới 48kg, M dưới 53kg và L là dưới 56-57kg mình mang vừa giúp em nha mọi người nha. Quần này nhà em là hàng bán shop chị em mình ơi, mấy chị đừng có lo. Em nói thiệt, cái gì vậy mấy chị? Đây. Em giới thiệu sương sương về cái mẫu quần của nhà em nè. Đây nha mấy chị, quần nè 40-60 cân giùm em luôn. Em nói cái này là hàng nhà em, là hàng người ta bán shop mấy chị ơi nha, chứ không phải là hàng thù nó. Mấy chị đừng lo, em nói thật sự luôn. Mấy chị nhìn cái nút nè, cái nút nè mấy chị, rất là đỉnh luôn mọi người nha. Đó, nút là nút bấm cho em, hơi bị gọi là đỉnh luôn nha mấy bà. Hay em này là em đơn giản đó mấy chị, rất là dễ phối đồ, rất là dễ mix đồ luôn. Nó là dáng form đơn giản giùm em thôi, dễ mang dễ mặc lắm mấy chị nha. Quần là 139 và áo giùm em là 45.000. Có lượng áo là 55.000, sorry. Ok em chốt tiếp. Quần sẽ ép cho chị Thương Nguyễn hả? Ép cho chị Thương Nguyễn có luôn. Kiều Phạm sơ mi trắng sơ mi đen 55.000 nè. 55.000 cái sơ mi cho em thôi nha mấy chị nha. Bích Nguyệt cái sơ mi trắng có luôn. Trúc Lâm một cái quần size S có luôn. Quần SML giùm em mấy chị ơi, SM và L nha mọi người nha. Rồi, S là dưới 48kg giùm em, M dưới 53 và L dưới 56-57kg giùm em vừa giúp em nha mấy chị. Rồi ok luôn. Sơ mi trắng 55 cho Thanh Hằng có luôn. Rồi jean đen 57kg cho Nguyễn Ngân có luôn. Rồi L, à này, bên đây L là không anh ơi. L là gấp ngược vào trong á. L là gấp ngược vào trong á. Rồi ok Thanh Tuyền có rồi em ơi, sơ mi đen cho nhỏ hình có luôn. Sơ mi trắng cộng quần 57kg cho chị Liên Đoàn có luôn. Quần 57kg mặc L giúp em đi chị nha. Ok tình yêu luôn. Xuyên Trần lấy quần 58kg có luôn. Rồi chốt giùm em cân nặng chiều cao cho mọi người ơi, chốt em cân nặng chiều cao mấy chị. 40-60 cân mấy chị ơi, mang thoải mái giùm em luôn nha mọi người nha.
Rồi ok luôn, tiền thanh có rồi em. Ủa tiền thanh có chưa anh? Tiền thanh sơ mi trắng, sơ mi đen có chưa ta? Tiền thanh có rồi. Có rồi luôn, ok luôn. Diễm My này sao hai sản phẩm không nghe máy rồi? Hình như tiền thanh hồi nãy chưa có hay sao? À có rồi, có rồi. Có rồi anh ơi, có rồi. Rồi ok, tinh trần có luôn. Chị Cúc Phạm một cái sơ mi trắng nè, ok luôn. Chị Mai Thanh Thảo có rồi luôn. Rồi, áo khoác màu đen là áo khoác nào vậy ta? Chưa chưa em ơi. À, thanh xuân, thanh xuân này thanh xuân nào vậy ta? Thanh xuân này thanh xuân sỉ hay thanh xuân lẻ vậy? Ngọc. Thanh xuân này thanh xuân lẻ đó. Thanh xuân này xuân đâu có chị gì nhiều. Ngọc Phạm có chưa anh? Ngọc Phạm có chưa? Hiền hiền nhiều lắm rồi. Rồi Diệu Linh Nguyễn Thị nè, có một bộ đang mặc cho em xin cái size đi chị Diệu Linh Nguyễn Thị ơi. Quần em size M cho Hương Ngô có luôn. Quần size M cho Hương Ngô có luôn. Rồi chị Lê Tâm lấy hai màu có luôn. Lê Tâm, ủa Lê Tâm nãy em nhìn quăng rồi sao á? Quần size S nào cho chị Nay La Nguyễn Trung Đơn với lại chị Ngô Yến nè. Quần S cho chị Linh Đỏ có luôn. Quần S chị Linh Đỏ em chốt luôn nha. Rồi chốt em ấy chị ơi. Hương Ngô có rồi. Nguyễn Thị Quỳnh Như quần S đúng rồi. Nguyễn Thị Quỳnh Như size S nè. Nguyễn Thị Quỳnh Như nè. Size S nè. Ngọc Phạm có rồi. Thùy Trang sơ mi trắng em chốt luôn. Ngọc Dầu sơ mi trắng quần M có luôn. Sơ mi trắng quần mờ có Ngọc Phạm luôn. Rồi 48kg 1m50 em chốt rồi đó chị. Rồi ok chị Cúc Phạm có rồi. Chị Ken Trần quần L áo trắng. Ken Trần quần L nè. Áo trắng nè. Nguyễn Thị Mỹ Hoa sơ mi trắng có luôn tình yêu ơi. Tuyền Thanh, à Tuyền Thanh thêm cái đen. Hồi nãy có một cái trắng thôi. Diệu Linh Nguyễn Thị quần với áo em ơi. Cho chị xin cái size đi Diệu Linh ơi. Diệu Linh Nguyễn Thị em lấy size bao nhiêu cưng ơi. Rồi áo trắng 45kg cho chị Hương Trần. Hương Trần có luôn nè chị ơi. Lên số điện thoại giùm em nha. Cho em xin cái size mọi người ơi. Hằng Nguyễn cái sơ mi trắng có luôn nè chị đẹp ơi. Thùy Trang có quần M rồi chị đẹp ơi. Chốt cho em liền nha mọi người nha. Rồi áo sơ mi nha mấy chị đẹp ơi. 40-60kg mình mang vừa giùm em luôn. Quần là 139.000 giùm em mấy chị đẹp nha. Và áo của em là giá 55 hẹn cái mấy chị. Áo 55 quần 139. Áo này nhà em có hai màu trắng đen nha mọi người nha. Áo trắng thì mấy chị lên quần đen là quá dễ mang rồi. Mấy chị mua màu đen cho em, mấy chị về mấy chị phối vào lại quần rin. Áo trắng, áo đen mà lên quần rin là hết bài luôn á trời. Áo trắng mà lên quần rin là hết bài luôn. Nguyễn Bé Linh này sao hai sản phẩm không nghe máy rồi. Hôm nay lên bộ pyjama không Trang? Dạ có chị. Rồi Cúc Phạm đổi cái đen nè. Cúc Phạm đổi lại màu đen nè, ok luôn. Nhung Nhung này có một cái sản phẩm không nghe máy hôm nay rồi nè. Nhung Nhung này như có một cái không nghe máy rồi em ơi. Rồi ok tình yêu chưa? Nhung Nhung lấy lại số điện thoại nè. Nhung Nhung lấy cái gì nè? Dạ quần có 139.000 cả thôi nha mấy chị nha. Quần là 139.000, khỏi nói nhiều mấy chị ơi. Tuyết Băng sơ mi trắng em chốt luôn. Tuyết Băng sơ mi trắng lên thông tin giùm em mấy chị. Rồi sơ mi 139 nha mọi người nha. Nhắn tin chốt đơn rồi chị. Ủa vậy hả? Ok em. Rồi đơn Thúy Hoa đi chưa chị? Chưa em ơi. Ủa chị đi chưa ta? Đơn Thúy Hoa rồi đi chưa? Chưa đi nha mấy bà ơi, chưa đi giùm em luôn. Tiếp tục khui bơm tiếp. Trời ơi cái bộ này nhiều ghê luôn á. Cái bộ này đợt đó khui, bưu điện này là em đi cái bộ này nhiều quá mấy chị. Thiệt luôn á, em đi số lượng khủng khiếp luôn mà mọi người. Đây. Ô là trời. 89.000 phải không? Thể thao này 89 đúng không? Nãy xe 89 đúng không anh? Thể thao 89.000 mấy chị. Em nói nó rẻ bày nè mọi người, sale rẻ với bà chế mua về mang luôn, yên tâm luôn. Thể thao 89 giùm em. Tinh trần này có hai sơ mi rồi chị. Tinh trần có hai sơ mi rồi. Rồi ok luôn. Bởi mấy chị này ở cái khu dịch em sợ quá luôn á. Nguyễn Ngân quần jean L có luôn. Đen 89 cho Đào Quỳnh có luôn. Ôi Đào Quỳnh này không có chốt mày ơi. Mày sĩ mày chốt gì? Chốt đồ chút đồ sale nữa vô đi chút đồ sale nữa chán ghê luôn không? Ok Nguyễn Ngân cái sơ mi đen có chưa? Nguyễn Ngân có sơ mi đen rồi luôn. Đào Quỳnh bộ 89 có luôn. Em cái này em còn hai bộ mấy chị đây nè. Cái này em khui bơm ra em sale rẻ cho mọi người thôi mới thiệt luôn á. 89.000 bộ mới chết. Ồ ồ là trời coi nè mới chết. 40-60 cân giùm em ha. Dạ không chị ơi. Có tay chị mua loại này đi chị. Có tay chị mua loại giùm em loại này đi ha. 105.000 có tay này chứ đẹp ơi. Dễ thương lắm. Đây 105.000 một bộ thôi tình yêu ơi. Chất bua zip luôn, hàng có tay giùm em. Rất là đẹp luôn. Rồi bộ xanh nè. Bộ xanh cho Nguyễn Ngọc Gia Hân có luôn. Dạ quần có túi chị yên tâm đi chị. Hàng này nhà em là quần có túi hết. Cái này em sale là trong hàng bơm thôi. Chứ còn thực chất không bao giờ có cái giá như vậy đâu. Thanh Tuyền có rồi, hai sơ mi rồi nha. Rồi ok luôn. Mấy cái này em sale trong bơm mấy chị ơi. Em sale trong bơm cho mọi người thôi.
nha, nên mọi người cứ yên tâm luôn là giá rất là rẻ luôn nha mấy chị, giá rất là rẻ luôn. Rồi cho em xin nút chia sẻ mấy chị, cho em xin nút chia sẻ nha. Rồi ok, áo em đang mang là giá 59.000 và quần em đang mặc là 89.000 giùm em luôn. Trời ơi thiệt luôn á. Chị có like không chị? Ủa chị đang like nè. Chị đang like nè Hương, Hương Trần. Chị đang like luôn đó. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Trời ơi khui bơm ra mà thiệt. Đứt, đứt ruột, đứt từng đạn ruột á mọi người. Khui bơm ra mà đứt từng đạn ruột á. Tại vì những cái cục đi bưu điện này là một cục như thế này tiền ship 70-80 ngàn không à mọi người ơi. Sơ mi caro hôm qua, sơ mi caro hôm qua chỉ còn một cái màu hồng. Sơ mi hôm qua chỉ còn một cái màu hồng. Trời ơi. Nguyễn Thị là một quần L với áo gì vậy? Hả? Một quần, không biết chị Nguyễn Linh, Nguyễn Thị này chưa biết size gì, quần bao nhiêu nữa. Chị ơi. Chị gì? Diệu Linh Nguyễn Thị ơi, chị lấy quần với áo gì vậy chị? Chị cho em xin lại cái size quần đi chị ơi. Em chưa có size quần của bà luôn nè. Quần 43kg cho chị Hằng Nguyễn luôn, size S cho em nha. Quần 43kg size S cho em luôn thì chị đẹp. Trời ơi, cái quần này nó bao ghì nha mọi người nha. 40-60kg là mặc sướng lắm luôn. Thiệt luôn á. Nói thì ra lạ hợp á mọi người, mà còn bơm em nữa thì em không biết nói gì luôn á, thiệt luôn á trời. Quá mệt mỏi luôn. Cút phải lên thông tin giùm em luôn ha. Rồi bỏ mấy chị. Trời ơi trời. Xe cho chị em mình luôn nè, 59.000 màu xanh. Bộ thể thao mặc ở nhà nha mọi người nha. 59.000 xanh, 59.000 hồng. Mua đồ thể thao nè. Mai Thảo Trần lên thông tin luôn chị. Bộ 59 nha, bộ 59. Chia sẻ giùm em mới chế, chia sẻ giùm em luôn nha. Quần 139 tình yêu, quần đang mang 139 giùm em luôn, đang khui bơm chị em mình nè. Rồi ok luôn, bộ xanh cho Trần Nhật Thơ luôn. Màu hồng mấy ơi, màu hồng cho chị Anh Đào nè. Ok luôn, quần size M cho Diệu Linh Nguyễn Thị. Quần size M cho Diệu Linh Nguyễn Thị có luôn. Màu hồng mua lần 2 bộ luôn mấy chị. Bơm em mấy cái này là em đuối luôn á mọi người. Tại vì hàng bưu điện không có lời luôn á, thiệt sự luôn á. Quần đang mặc 139 mấy bà ơi. Hồng 59 cho Nguyễn Ngân có luôn. Hồng 59 cho Nguyễn Ngân có luôn. Dạ rồi, quần jean hả chị? Đúng rồi chị. Em nói nha, cái quần của em là hàng chất của nó là quần jean. Quần jean cho em chứ không phải là chất kaki jean mấy chị. Kaki jean nó rẻ hơn. Kaki jean nó rẻ hơn giùm em nha mấy chị nha. Hàng của này của nhà em là hàng jean nha mọi người. Rồi bộ này nè mấy chị, em bán tới 100 mấy chục ngàn lận, xe cho mấy chị 89.000 thôi. Xe cho mấy chị 89.000 giùm em thôi nha mọi người nha. Rồi ai lấy chốt em là lụa 89. Lụa 89 giùm em. Lụa 89 mấy chị ơi, lụa 89 nha mọi người nha. Ai lấy lụa chốt lụa 89 giùm em nha. Kem nâu cũng phải giá 89 đó mọi người ơi, lụa 89. Lụa 89 giúp em luôn. Rồi ngố nè mấy chị, ngố 79 còn 1 nha mọi người. Ngố 79 còn 1 giùm em luôn. Lụa 89 em chúc chị Lam Chi. Lụa 89 chúc chị Lam Chi luôn. 40-60kg mặc vừa giúp em nha mọi người nha. 79.000. 79.000 nha mấy chị, 79 giùm em luôn ha. Rồi áo em đang mặc là 55, quần em đang mặc là 69, 139.000. Quần em đang mang là 139 nha mấy chị đẹp nha. Áo đang mặc là 55.000 cái nha mấy chị. Dạ quần jean là 139 chứ ơi. Rẻ lắm chứ ơi, thiệt luôn á, rẻ đẹp chứ, yên tâm. 139 giùm em nha tình yêu. Ai lấy 139 chút 139 luôn. Rồi ngõ 79 em chốt cho nhỏ lùng nè. Ngõ 79 chút cho nhỏ lùng luôn. Rồi ok, em biết rồi nha chị Lam Chi ơi, hàng chưa có đi đâu chị. Trời ơi, em nói cái bộ này là mặc đúng đẹp luôn nè mấy chị đẹp nè. Hàng siêu cấp luôn, 69.000 luôn. Chốt giùm em liền dài sọc 69 mấy chị ơi. Dài sọc 69 giùm em luôn. Dài sọc 69. Ui mấy cục bơm này ra mà đứt từng đoạn ruột thiệt luôn á. Rồi dài sọc 69 nha. Trời ơi cái bộ này nó dày cho em nó thiệt luôn á. Nó nặng chắc nửa kilo có luôn á. Rồi ngố giùm em 59.000 luôn. Ngố 59 dài sọc 69. Ngố 59 dài sọc 69 ngành giùm em luôn ha. Ok chưa? Rồi thui thêm cục bơm nữa cho bà luôn. Rồi lên hàng hỏi tiếp cho bà trẻ ha. Dài sọc 69 mấy chị ơi. Hồng 59 nha mấy chị nha. Dài sọc cho Kim Chi có luôn. Rồi ngõ 59 cho chị Phiện Phan Nhan. Lý Diễm My đơn đi chưa? Đi rồi nha chị. Mấy chị ơi, mấy hàng mình bắn bill là em đi đơn hết rồi đó mọi người. Bắn bill rồi là hàng đi đơn rồi giùm em nha. Thấy comment của Mỹ Duyên em ơi. Áo trắng đang mặc đó hả? Nè. Rồi ok luôn. Quần 33 nè mấy chị. Quần 33, quần 55 nè mấy chị. Quần 55 á, 59 ngàn nè. Chị nào có ngõ 59 nè. Võ Thị Bích Vân lấy ngố. Ồ lộn. Cái này mấy chị chốt giùm em là quần ngố 59 nha mấy chị. Chốt đây giùm em là quần ngố 59 nha. Quần ngố 59, quần ngố 49.
quần ngõ 59, quần ngõ 49, cái này là Quảng Châu nè mấy chị. Áo này là áo Quảng Châu cho em nè. 40 tới 60 cân mình mang vừa giúp em luôn ha mấy chị ha. Trời cái chất nè. Mê luôn mấy chị ơi. Rồi con này em sale cho bà chế luôn 55.000. Áo Quảng Châu 55. Áo Quảng Châu 55 mấy chị nha. Quảng Châu 55.000 luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Xuất sắc một cuộc tình luôn mấy bà. Trời ơi cái bộ nó mấy chị nè. Mê chị ơi, kéo dài luôn nha mấy bà chế nha. Đang còn hàng nằm tại nhà luôn nè mấy chị. Có bộ trắng này em sale cho bà chế là 89.000 thôi. Ơ lộn. 90 95.000. Bộ trắng em sale 95 nha mọi người nha. Rồi, quần ngõ 49 cho chị Tú Anh Lê. Quần ngõ 49 chú Tú Anh Lê luôn. Bộ 59 còn bộ nào không chị hết rồi em ơi. Áo Quảng Châu chút chị Kiều Kiệt. Kiều Tiết vậy nè, Kiều Tiết vậy nè. Tên gì anh? Phan Nhan. Phan Nhan lên thông tin giùm em. Bộ dài sọc còn luôn anh. Bộ dài sọc á. Có người lấy rồi mà. Có người comment bài dài sọc chưa? Rồi ok luôn. Rồi quần em đang mang nha mấy chị đẹp nha. Trời ơi mấy cái quần nó đẹp xỉu luôn quá trời. Hả? Dài sọc bỏ bộ nè. Dài sọc nè. Anh bỏ dài sọc chắc bỏ lộn rồi đó. Không phải cái đó bộ xanh anh à. Cái bộ xanh đó là của Trần Nhật Thơ mà. Cái đó là bộ xanh đó của Trần Nhật Thơ đó. Rồi anh tự đi tay luôn đi. Rồi lên lại quần cho em nha mấy bà nha. Quần và áo sơ mi cho em luôn nha mấy chị. Trời ơi em nói cái sơ mi này nó rất là đẹp nha mấy chị. Sơ mi là cực kỳ đẹp giùm em luôn. Ngõ 59 màu hồng rồi chốt cho chị Võ Thị Bích Vân nha. Ngõ 59 màu hồng chốt cho Võ Thị Bích Vân. Chị Phan nghe em lên thông tin phải không? Phan nghe em lên thông tin em để cho chị Võ Thị Bích Vân luôn. Rồi xong qua mẫu giúp em luôn mấy chị. Chị thấy em. Chị mở cảnh báo cho em rồi. Mỹ Duyên chị mở cảnh báo cho em rồi. Gì vậy? Kiểu nó vậy đúng không? Ừ. Không có, bị lỗi á. Bị lỗi á, cột lại đi. Nè. Thấy kéo nè. Ngô Yến Sách đang mặc chị lấy áo bao nhiêu vậy? Áo còn để một ly cho Thương Nguyện. Áo em đang bận 55.000 cho anh Đào. Áo Quảng Châu 55 chốt cho Diệu Linh Nguyễn Thị. 1 2 3 4 5. Năm rồi, áo một ri luôn nè. Áo một ri cho Thương Nguyễn, cho bé Thương. Rồi áo em còn đen hết mấy chị ơi, áo em còn đen hết nha mọi người. 2, 4, 5, 6. Áo Quảng Châu là áo trắng á, để chống bịch đục kìa. Đúng rồi. Áo Quảng Châu đó, ok. Rồi áo ok luôn. Rồi chị Ngô Yến ơi, chị Ngô Yến lấy quần size bao nhiêu chị Ngô Yến ơi? Quần size S cho chị Ngô Yến có luôn. Quần size S cho chị Ngô Yến có luôn. Rồi em lấy quần này có 139 nè mọi người, đẹp lắm. Hả? Xếp đuổi bữa còn không chen xếp đuổi hả? Xếp đuổi là xếp nào ta? Áo mặc với lại quần S cho Mai Thị Tỷ. Mai Thị Tỷ em còn áo đen rồi chị Mai Thị Tỷ ơi. Áo em còn đen rồi chị ơi, em hết áo trắng rồi tình yêu. Áo em còn đen thôi nha, em hết trắng nha tình yêu ơi. Rồi ok, em coi đầm hồng phía sau. Đầm hồng phía sau này của chị còn có 2 cái à, 89.000 bé yêu. 89.000 nha, là có 2 màu nè, màu nu với lại màu hồng cho em luôn á. Màu nu với lại màu hồng luôn cục cưng ơi. Dạ áo này là 55.000 hãng vàng sơ mi cho em nha. Rồi đúng rồi. 5 chị được mấy bộ rồi, em không biết nữa chị, hỏi em vậy là em thua luôn đó. Ngô Yến lấy quần thôi hả? Vậy là ok. Vậy là áo trắng cho Mai Tỷ Tỷ luôn. Chị Ngô Yến lấy cái quần thôi, còn áo trắng này chốt cho Mai Tỷ Tỷ. Áo trắng em hết luôn, quần 139 mấy chị ơi. Lê Ngân em còn áo đen nha. Lê Ngân em còn áo đen luôn. Thủy Lê chốt quần size S có luôn chị Thủy Lê ơi. Thủy Lê quần S có luôn chị đẹp ơi. Quần này có, em có thiệt quần có 139.000 một cái thôi nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Mấy chị tin em đi, mua về mặc là ghiền giùm em luôn á. Nguyễn Ngân quần L chốt luôn. Nguyễn Ngân quần L có luôn. À, có quần ống rộng không chị? Dạ không, có em hôm nay em về quần baggy mới đó mọi người. Hôm nay em về quần baggy rồi đó. Ủa, nãy em quăng đủ rồi mà. Rồi vậy là không có luôn, giờ không biết của ai luôn á, xa quá rồi. Thùy Ly á. Ok luôn, Thùy Ly quần size S. Áo đủ màu cho Thanh Xuân là Thanh Xuân sỉ đúng không? Thanh Xuân này có 2 cái đen thôi nha, tại hết áo trắng rồi chứ ơi. Hết trắng rồi, lấy 2 cái đen đỏ giùm em đi. Rồi áo khoác 199.000. Không biết về kịp không nữa nè mấy chị ơi. Không biết em lên kịp không nữa, tại vì nó nằm ở sâu quá. Rồi Nguyễn Ngân lấy quần L 2 cái chốt cho chị yêu có rồi luôn. Rồi áo sơ mi em còn 2 cái đen mấy chị. Ai cứu giúp cuộc đời em luôn, còn 3 cái đen cuối cùng. Ê Kiều Hạnh. Kiều Hạnh bây giờ hỏi quá trời hỏi rồi. Tôi cho nó 3 cái đen đi. Rồi lát hồi nó tính sau. Rồi qua mẫu tiếp cho em luôn nhớ là chế nha. Qua mẫu tiếp luôn. Lên cho em con này mấy chị ơi.
Đây em lên cho mấy chế nè. Mấy chế ơi, mấy chế ơi, vô lẹ mấy chế ơi. Đẹp lắm mấy chế. Hả? Nè. Ai? Kiêu Tiết. Kiêu Tiết, ừ Kiêu Tiết thì là áo Quảng Châu cho Kiêu Tiết các bạn ơi. Ờ, vậy không phải của chị kia rồi. Kiêu Tiết á. Trời ơi mấy bà ơi, mấy bà ơi, nó đẹp mấy bà ơi. U là trời mấy bà ơi. Đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn giùm em. Ô là trời mấy chị ơi, xỉu 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 nè mấy chị, xỉu 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 nè mọi người. Xỉu thiệt luôn, nó về rồi luôn. Rồi ok, thêm một cái M cho chị Thùy Lì có luôn. Thêm cái M cho Thùy Lì luôn. Cái đầm đó bao nhiêu? Bao bao đẹp, bao bao lỗi avatar là sao nhỉ? Bao là sao bà Lê Ngân? Rồi thêm cái M cho Thùy Lì có luôn nè. Rồi sơ mi đuổi bữa còn không chị, hết sơ mi đuổi rồi em ơi, ngó đẹp xíu luôn. Ngó đẹp xíu, lên cái mẫu này cho mấy chị đẹp của mình nè, mấy chị đẹp ơi, trời ơi trời. Bao nhiêu ngày chờ đợi, ngóng trông. Cái gì? Bộ xanh gì? Cái trước mặt anh là gì xanh vậy? Rồi ok luôn. Siêu phẩm, siêu phẩm. Trời ơi. U là trời. 109.000. Siêu phẩm 109.000 chị em ơi. Chị ơi sơ mi sọc cọc tay. Nhìn chị ốm thì chị mặc sơ mi sọc cọc tay á hả? Rồi chị mặc sơ mi cọc tay đúng không? Trời ơi mấy chị. Siêu phẩm về rồi mấy chị ơi, xét thể thao mọi người ơi. Thể thao 109.000. Bữa hôm mấy chị hỏi em quá trời luôn, hôm nay mới về hàng cho mấy chị được nè. Ai ai coi like em nhiều là biết cái set này đẹp cỡ nào. Còn bây giờ em dơ màu trước. Mấy chị đẹp của mình tranh thủ hốt nha. Ai bữa hộm thiếu nào hôm nay trả nợ hết luôn. Màu trắng nè, một cái lượng màu đen nè. Màu đen nha. Màu xanh nè. Màu xám nè. Và màu nâu. Nha tình yêu nha. Rồi ok chưa? Nguyên một set giùm em, nguyên một set giùm em cho mọi người nha. Đây, set thể thao gài nút rất là hot hit. Rất là hot hit luôn. Em thì em mặc rất là nhiều màu rồi đúng không? Hôm nay em sẽ lên cho mọi người màu xanh, màu nâu không cần lên nữa tại vì màu nâu rất là đẹp. Sơ mi chị chừa cho em được có hai cái đen thôi. Ngày mai ai không gọi điện chốt đơn chị bỏ cho em sau nha. Tao quên mất tiêu Kiều Hạnh, xin lỗi. Quá là có lỗi luôn. Candy Nguyễn lấy hai bộ xám đen không chị Candy Nguyễn ơi. Nói chung á là chị nào á mà coi like nhà em nhiều là biết. Là biết được cái form này nhà em nó đẹp cỡ nào. 109.000 một bộ. Bao ghiền. Em nói thiệt luôn, bao cho mấy chị mang luôn. Mấy chị cứ yên tâm thoải mái giùm em cái con này ha. Rồi lên cho em liền luôn. Hoài Thương đơn em đi chưa chị? Đi rồi em ơi, đi rồi em ơi. Hôm nay em lên, em xin phép em lên màu xanh dây chai chị em mình nè. Rồi ok. Chị Candy Nguyễn lấy xám đen xanh luôn hả? Trời ơi lấy vừa vừa thôi cho khách em lấy với này nè. Biết là đẹp rồi. Nhưng mà lấy vừa vừa thôi được không dạ? Nhưng mà có thể nào lấy vừa vừa thôi được không dạ? Chứ nó đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Xinh quá chị ơi, chốt lẹ giùm em luôn. Chị ơi có đầm body không chị? Có đầm body. Có đầy đủ hết tình yêu ơi. Đợi chị một xíu thôi nha tình yêu nha. Ok giùm em luôn mấy chị ơi. Bộ thể thao gài nút giúp em luôn. 40-60kg mấy chị. Mang thoải mái luôn ha. Em này em về được có 20+ bộ mấy chị ơi, không có được nhiều đâu mọi người. Đây là chị nào chưa có tranh thủ hốt giúp em liền luôn. Quần là quần thể thao giùm em ha mấy chị. Quần là quần thể thao nha mọi người nha. Bo ống chị đẹp mình nè. Bo ống chị đẹp mình luôn. Nói chung là nó sang xịn mịn. Khỏi nó nhiều. Quần em cao 1m65. Lưng chun nha mọi người. Cái này tại em xiết dây thun vô rồi đó. Nên em kéo không có được nhiều nữa. Rồi ok giùm em chưa. Đang mặc là màu xanh dây chai chị em ơi. Em đang mang là cái form này là form màu xanh dây chai đó chị. Rất là xinh luôn. Sang xịn mịn giúp em. Ok ha. Chốt cho em liền. Bộ thể thao kèm màu kèm số điện thoại có đơn luôn. Ok chưa. Rồi em chốt nè. Rồi Candy Nguyễn lấy xám xanh đen 3 màu luôn. Xám nè. Xám màu đó màu đen phải không anh? Xanh nè. Cái này có xám đậm xám nhạt hay sao quá không? Phải. Rồi ok luôn 3 bộ. Hả?
Candy Nguyễn, 3 công xanh cho Hồ Thị Nghĩa, 3 công xanh cho Nghĩa nè, ok la luôn nè, xanh với nu cho chị Đa Đa nè, Đa Đa nu nè, Đa Đa xanh có luôn nè. Em nói cái bộ này em về được ít lắm mấy chị ơi, 40-60kg giùm em nha mấy chị nha, mang thoải mái giùm em luôn mọi người. Rồi à, lấy em bộ chị mặc cho Ngọc Phạm có luôn, Đa Đa đơn mới. Ủa Đa Đa đơn cũ đi rồi hả? Rồi ok la luôn nha, xanh dây chai cho chị Thương Nguyễn với màu nu à. Hai bộ đang mặc màu xanh em hết mấy chị ơi, sơ mi em có cho em rồi mấy gái. Rồi nhỏ lùng mấy đủ, còn nhỏ lùng mấy đủ, giờ còn có 2 bộ xám với đen. Em ơi trời, cái bộ này mới đi về xám đen nhiều dữ vậy, xám đen về nhiều dữ vậy. Rồi ok, Nguyễn Viên lấy ra lấy đen nè, Nguyễn Viên lấy đen hết xám rồi mấy chị ơi, hết nu luôn mấy chị, hết nu rồi, hết nu hết xanh rồi chị em ơi, hết nu hết xanh rồi. Bây giờ em còn đen và xám mấy chị ơi, đen và xám mấy chị, đen thì dễ mặc quá rồi, không cần phải mặc màu đen lên đâu nha, em mang màu xám cho mọi người nha. Còn xám còn được có 2-3 bộ luôn mà đẹp lắm mấy chị, tin em đi thiệt luôn, xanh em hết. Đợt hởm lên xanh mấy chị, đợt hởm em chưa có lên xanh á, khách lên hả, bữa hôm bán ế màu xanh, bữa nay em mặc màu xanh lên thì khách vô dành nhau màu xanh. Ờ hết con Nghĩa kìa, thêm một xanh nữa đi chị kìa, hết xanh rồi, hết xanh rồi mấy bà ơi, đổi màu giùm em đi. Ừ là trời, chị về cái em bắt xỉu từ xíu luôn, không sao mấy chị, không có cái này mà lấy cái khác giùm em đi mấy chị, hôm nay em nhiều mẫu hot lắm, yên tâm đi mấy bà ơi. Rồi bộ đang mang màu ấy em hết rồi mấy chị ơi, em còn xám và đen, mọi người đổi màu giùm em nha, đổi màu giùm em nha mấy chị ơi, đẹp quá là đẹp luôn. 40-60 cân mang vừa giúp em luôn ha mọi người ơi, đẹp quá là đẹp luôn. Rồi xong cái này em lên cho mọi người một cái mẫu múa loan nè, đẹp quá lắm chưa, hôm nay áo ra về rồi mừng quá trời luôn á trời, hôm nay áo ra về mà mừng húm á mấy chị, bữa giờ em đợi áo ra quá lâu luôn. Rồi nè, về tự gãi nút, gài nút cho xinh đẹp vô giùm em nha, cái này có một cái nút nó chưa có rạch, ok la chưa. Ủa chết mẹ, Thương Nguyễn comment hả, trời ơi chị không thấy Thương Nguyễn ơi, bây giờ nó còn có 2 màu lấy được không em, chị không thấy comment của em lấy không, chị chừa cho nè. Bộ đang mang em hết rồi, heo lười màu đen nè, heo lười màu đen nè, màu xám là cái màu đúng chuẩn của nó luôn á mấy chị, xám là siêu đẹp luôn. Áo 199, đợi em xíu mấy chị ơi. Ôi ôi là trời, coi nè, ôi ôi là trời, nó đẹp mấy chị ơi. Còn mấy bộ chị còn được lấy 2 đen 2 xám đi nha, hay là lấy 2 đen 3 xám, lấy 2 đen 2 xám đi ha, 2 đen nè, rồi 2 xám nè, rồi còn bộ đen cuối cùng nè, bà nào hốt không, còn thôi nó còn đen với xám không mà, 2 cái màu dễ bán nhất, dễ mặc nhất luôn, được không cưng, được không bé, lấy đỏ giùm chị đi. Trời chị không thấy comment luôn á, nó không comment gì thấy ghê dữ trời. Ok luôn, rồi Thương Nguyễn ok la luôn, mới bị đá rồi hả, rồi hết mấy chị ơi, hết giùm em mấy chị, xuất sắc luôn, trời ơi nhất cái nách ha. Ok, trời ơi nó còn có 5 bộ à cưng ơi, nó còn có 5 bộ, nó được có nhiều đâu, nó có được nhiều đâu trời, nó không được nhiều để mà chốt cho em luôn á. Rồi lên tiếp cho em mẫu này, trời ơi lâu lắm rồi mấy hàng loan mới về lại cho mấy chị, lâu lắm rồi loan nó mới về lại cho em luôn. Đây tên 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 bộ loan 75.000, bộ loan 72 chứ đúng không, 72-75 ta, 72.000 mấy chị, bộ loan 72.000 giùm em luôn chữ ớt. Trời ơi bữa nay loan nó đẹp chấn động địa cầu luôn mấy bà ơi. Rồi lên body đi chị hả, ok la, để cho chị lên liền cho. Rồi lên màu giùm em luôn, trời ơi cái màu đất nè mấy chị, loan hồng, Nguyễn Ngân, loan đất, loan vàng, loan xanh, loan đỏ. Rồi chốt giùm em luôn nha, hồng đất loan xanh đỏ giùm em luôn. Loan có quần dài không chị? Dạ không chị ơi, loan này em về được quần đùi thôi nha chị đẹp. Ơ lộn, quần ngố chị ơi, quần ngố cho em nha chị nha, quần ngố dễ mang dễ mặc nè chị, lấy quần ngố cho em đi nha. Em còn màu xanh luôn, loan màu đất cho chị Lý Diễm My, loan đất cho Lý Diễm My. Rồi ok, body đợi em xíu luôn. Hạnh Lê ơi, cái đỏ không phải đỏ đô đâu cưng, cái đỏ không phải đỏ đô đâu em, đỏ đẹp á, đỏ sang á, không phải đỏ đô đâu, yên tâm đi, đỏ đẹp lắm luôn, đỏ cherry nè, nhất cái nách luôn. Ok anh chưa, bộ em đang mang em hết nha mọi người nha, bộ đang mang em hết luôn. Rồi em chốt loan với chị em ơi. Rồi loan màu đất chị Lý Diễm My hôm qua ngoài đó chưa anh? Rồi ok luôn, 5 loan không đỏ cho Hạnh Lê nè. Rồi loan giùm em mấy chị ơi, 72.000 bộ mấy chị nha, 72 cho em thôi, quá rẻ quá đẹp luôn, chốt cho em liền màu kèm xin thoại có đơn chị em mình luôn nha. Rồi loan nè, không đỏ luôn, loan đất cho Phước Lê nè, loan đất cho Nguyễn Thị Mỹ Hoa nè, loan đất cho Nguyễn Thị Mỹ Hoa có luôn.
Rồi ok la luôn. Dạ bộ loan nhà em là 72.000 bộ à mấy chị. 40-60kg mang vừa giùm em. Bộ à, bộ chị đang mặc hết rồi bé mèo ơi. Rồi đủ màu luôn nè, cho nhỏ lùn nè. Đủ màu cho nhỏ lùn có luôn nè. Rồi, chốt cho em luôn nha. Em có sơ mi chưa có rồi. Rồi bộ loan xanh với xám chị Thùy Nguyễn hai bộ có luôn. Xanh nè, đất nè cho chị Thùy Nguyễn nè, có luôn đợt này bà bán. Ờ đúng rồi, em già em có tuổi rồi chị ơi. Em lẫm cà lẫm cẩm rồi chị. Loan màu đất em hết mấy chị ơi, em lên màu đỏ nha. Trời ơi, em già rồi. Em một đứa con rồi mấy chị ơi, còn bắt em trẻ chung cái gì nữa. Còn bắt em trẻ râu lên đây chửi rủa nữa hả mấy chị. Bây giờ hả, chửi em còn không dám chửi lại nữa mà. Ủa, là sao? Ấy lẹ vào đó em bắt đồ già hả? Trời ơi, má ơi, ủa vậy hả? Sao bữa nay người ta chê mình bán đồ già hả? Sơ mi em đang mặc. Sơ mi nào trời? Ủa giờ này bán đồ già lắm hả? Thôi kệ đi. Giờ này phong cách hot girl tao thích bận già già vậy đó mấy chứ. Hot girl nay giờ nó thích già mặc già già đó, trẻ trẻ với người ta không thích. Trời ơi, nó màu đỏ đẹp lắm, tin em đi mà không chịu tin thiệt luôn á. Màu đỏ xinh xỉu luôn, thấy chưa? Nè, em nói đỏ luôn. Đỏ mặc lên rất là đẹp luôn, đỏ mà đẹp hơn hồng luôn nè, nói thiệt. Đó, màu đỏ trời ơi, nó đẹp chấn động địa cầu luôn á mấy chị. Màu đỏ, màu hồng, màu xanh nha. Dạ, có quần ngố legging không chị? Quần ngố legging em còn kìa, 55.000 một cái nha. Lên ngố heo luôn chứ ơi, ngố heo đợi chút xíu rồi. Ngố heo chưa thấy nó xuất hiện ở trong cái đống đồ của chị rồi. Hạnh Lê còn xanh hết đất rồi em ơi. Còn xanh nha em, hết đất rồi bé ơi, đổi màu giùm chị luôn. Còn xanh. Dạ bộ này cho em có 75.000 á mấy chị. 72.000 à, mà là thun cô tông luôn mà 40-60kg nè mọi người nè. Cái quần còn rộng rãi thoải mái lắm. Mặc sướng lắm mấy chị ơi, yên tâm luôn nha. Rồi ok. Thùy Nguyễn này không lấy đừng có đổi màu chị ơi, mình lấy chắc cho em nha chị, để mất công đổi màu á hả? Em bỏ ra bỏ vô nó lộn hàng của chị á. Thùy Nguyễn bỏ bộ xám, bộ màu xám nó qua cho Hạnh Lê luôn đi. Rồi Nguyễn Ngân lấy loan đỏ có luôn. Ủa Nguyễn Ngân này mới đi đơn sao nói sao nhận hàng ở đâu ta? Mới đi đơn. Chứ là sao? Sáng mới cọc cạc đi lên rồi. À vậy hả? Mới có chuyển khoản. Rồi Trần Trâm nè, Trần Trâm còn rủ loan xanh nha. Trần Trâm em còn loan xanh nha chị nha, em hết loan đỏ rồi đổi màu giùm em luôn. Giờ em còn hồng với vàng mới chứ. Em còn hồng với vàng là em hết rồi. Thanh Xuân đủ còn 2 bộ. Thanh Xuân đủ còn 3 bộ nè. Thêm vàng cho Nguyễn Ngân có luôn. Chị Huy Ngô này chuyển khoản cho em chưa? Còn cho chị Huy Ngô bộ hồng thôi nè. Rồi, đi chưa? Đi đơn hả? Chị chuyển khoản chưa? Chị chuyển khoản mà. Chị chuyển khoản cái đơn sau luôn á. Rồi chị Diễm Nguyễn em hết màu đỏ chị Diễm Nguyễn á. Bây giờ em còn màu, màu gì ta? Màu hồng với lại màu vàng giùm em thôi nha mấy chị. Vàng với hồng khách ơi, vàng với hồng giùm em luôn. Dạ rồi ok chị. Rồi Trần Trâm vậy lấy thêm cho em đi. Trần Trâm lấy cái gì Trần Trâm ơi? Phước Lê em hết màu đỏ Phước Lê ơi, giờ còn vàng với hồng. Còn vàng với hồng giùm em. Nguyễn Phượng này làm sao đây? Đơn đi chưa hả? Trời ơi đẹp chưa? Rồi Diễm Nguyễn lấy vàng. Đơn mới điện hồi sáng là hàng chưa có đi nha mọi người nha. Còn đi đơn điện hôm trước là em đã đi đơn rồi đó mấy chị. 40-60kg mấy bà ơi, mặc dễ thương quá ha. Mặc dễ thương quá trời quá đất luôn á. Rồi em còn hồng nha chị em nha. Ai chưa có hồng chút hồng giùm em đi. Em mới chen hết vàng rồi, mới chen còn hồng mới ghê chứ. Rồi ok. Lên tiếp giùm em cái này nằm body nè. Nãy giờ là like đủ lộn xà lộn xộn đúng không? Thì em lên body chị em mình luôn nè. Body xong rồi lên bò ra luôn. Nên nè, hàng hot hình hột luôn đó mấy chị. 4 bộ của Thanh Xuân, 3 bộ còn lại của Thanh Xuân á. Rồi hồng em chúc chị Hân Huỳnh có luôn. Dạ có 72.000 bộ ngố mấy chị ơi. 72.000 cho em thôi nha tình yêu nha. Ủa bộ này còn đen nữa nè, cuộn bé ấy luôn nè. 4 bộ 5 bộ đó. Ok luôn, rồi em còn màu em đang mang thôi nha. Trời ơi, rồi. Siêu phẩm đây, hot girl vô điểm danh liền giùm em luôn. Còn một bộ gì, bộ xanh hả? Còn một bộ xanh hay sao? Ủa, màu xanh ấy có người lấy hết rồi mà ta. Hạnh Lê thêm xanh chưa? Thêm xanh với lại xám đúng không? Ừ.
Anh thiếu màu hồng của Hạnh Lê kìa anh ơi. Anh thiếu màu hồng của Hạnh Lê kìa. Không đỏ mà. Rồi vậy là hết luôn, đủ luôn. Phạm Ngọc thấy comment nè, Phạm Ngọc ơi bà lấy cái gì vậy? Phạm Ngọc lấy cái gì vậy Phạm Ngọc? Em thấy comment nè, bây giờ em mới thấy á. Trời ơi trời, mấy chị ơi, mấy thiệt chứ mấy chị nó đẹp nè mấy chị. Tập trung em báo giá xỉu liền. Cho em lên cái form đi em báo giá với chị xỉu liền luôn. Vừa rẻ vừa đẹp luôn chị em ơi. Rồi body giùm em nha. Rồi lên legging ngố với dài đi chị. Legging ngố với dài em bán nhiều lắm rồi chị. Chị lấy thì chị comment đi. Em lấy cho chị cho chứ. Cái quần đó, cái quần đó em lên mất thời gian lắm chị đẹp. Tại vì cái quần đó bán quá nhiều rồi. Ai cũng biết cái quần đó luôn á. Thiệt. Chị nào mà nhận được cái quần đó cho em vài dòng review cho khách tin tưởng người ta mua đi thiệt luôn á. Chứ em bán nhiều quá rồi. Bây giờ em lên nữa cái quần đó nữa. Nó mất thời gian lắm mọi người. Thiệt. Em tốn thời gian của mấy chị mà người ta mua rồi người ta coi người ta chén luôn rồi đây mới thiệt luôn á. Trời ơi bữa nay cái body nó ôm sát cơ thể em luôn rồi khách. Trời ơi bộ ngố hết rồi mấy bà ơi, bộ ngố hết nha. Trời ơi em nay em về chúng chị hai cái body nè. Em nói thiệt với mấy bà luôn á. Body này mà chị nào mà không lấy là tiếc lắm mấy chị ơi, nút và nút bấm cho em nha. Đây nè. Quần legging em chỉ có một loại duy nhất. Em chỉ có một loại duy nhất là cái quần gì ta? Quần legging là em chỉ còn một loại duy nhất là cái gì à? Có một loại duy nhất là cái mạc đỏ. Chứ em không có loại nào khác hết trơn á mấy chị nè. Nút này gài được nha chị em nha. Một ri body nha chị Trang ơi, ok luôn. Rồi đây mấy chị. Chốt cho em liền 79.000 một cái body. 79.000 nha mọi người nha, xỉu chưa? Body dài qua gối giùm em 79.000. Body dài qua gối hai màu xám và màu đen. Cái này là tại do ánh sáng nó sáng quá mấy chị nhìn thấy cái màu xám này nó hơi trắng nha. Nhưng mà thực chất á mấy chị là cái màu xám nó rất là trầm luôn, đẹp lắm mấy chị tin em đi. Còn nếu mà không thích mặc màu xám thì mấy chị mặc màu đen. Nhưng mà em nói thiệt năm nay màu xám hơi bị hot luôn. Năm nay màu xám hơi bị hot cho mọi người, màu đen thì nó quá là bình thường rồi ha. Hôm nay năm nay là màu xám là lên hơi hot cho mấy bà trẻ của em luôn đó. Ok chưa? Chốt cho em liền body xám đen hai màu ha mấy chị, có 79.000 à. Mà cái chất nè mấy chị. Nút là gài được hết toàn bộ giùm em luôn ha, lên form cổ vuông hơi bị đỉnh luôn. Má ơi bận cái bầm body vô mấy chị coi nè. Như hàng 100 mấy 200 nghìn luôn. Như hàng 100 mấy 200 nghìn luôn đó mọi người. Ok chưa? Quần jean trơn màu nhạt còn không? Dạ còn chị ơi. SML giùm em nha chị nha. Rồi ok Thu Nguyễn nè. Một ri body nè. Rồi 58 đen luôn. Chốt cho em liền body hai màu mấy chị ơi, xám và đen nha mấy chị em ơi. Thích màu nào chốt màu đó mấy chị. Body em bán có 79.000 à mọi người. Chứ không phải là 179 đâu nha mọi người nha. 79.000 nha mấy chị. Chứ không phải là 179 đâu. Nó dài qua gối cho em luôn, rất là dễ mang nha mọi người, rất là dễ mang luôn. Body em về có hai màu thôi mấy chị ơi. Body đen cho Mỹ Duyên, body đen cho Xuân Tiên Thang. Dạ 40-60kg mặc vừa. Chị Nguyễn Bé Linh này phải cọc cho em rồi, hàng của chị bị cảnh báo rồi. Hồng Hạnh Kim Trần một đen. Hồng Hạnh Kim Trần một đen luôn. Mỹ Duyên có đen rồi em ơi. Rồi 40-60 cân giùm em á chị ơi. Trời ơi lụng lộ nữa má cái kéo tào lao. Rồi ok chị Huệ Nguyễn hai đầm. Hai đầm một xám một đen. Huệ Nguyễn hai đầm một xám một đen luôn. Body chị đang mặc được thoải mái em ơi. Thoải mái em. Cái hồi bự luôn em vẫn mặc được nha. Hân Hân màu 2. Màu 2 thêm một đen cho Hân Hân nè. Hân Hân màu 2 thêm một đen nè. Ok áo khoác sọc xám. Áo khoác màu xám mẫu nào vậy ta? Diệu Linh Nguyễn Thị áo sọc xám, đầm sọc xám có luôn. Đầm xám có luôn, ok luôn. Rồi body em có hai màu mấy chị, xám và đen nha mọi người mấy bà ơi. Đẹp lắm luôn. Dồn đơn hôm qua cho em nhé, Huệ Nguyễn. Ủa là em lấy cái gì thêm hả? Rồi Lệ Nguyễn một cái đầm body luôn, rồi em lên màu đen. Hả? Chị Lệ Nguyên body xám có luôn. À chị Lệ Nguyên body xám hả? Rồi legging dài còn không chị? Dạ còn chị ơi. Legging dài này hồi sáng có mấy chị đẹp mua xong rồi thả đơn ra nè mới còn á mọi người, chứ đâu có hàng đâu. Legging dài nhà em 69.000, legging đùi 55, legging ngố 59, legging ngố còn đâu được 4-5 cái á. Rồi ok luôn. Lên cho em mã này quá đẹp mấy chị ơi. Rồi xong con này em lên cho mấy bà chế nè, ra lăn cái bao kế cho chị em đi. Xinh lắm luôn á bà chế, coi cái màu đen nè. Dễ mang dễ mặc không? 40-60kg cho em thôi nha mọi người nha.
Trời ơi, nhất cái nách mấy chị ơi, coi nè. Cái tay nè mọi người thấy không? Trời ơi, có 100 mấy chục, có 70 mấy nghìn đó mấy chị, mà nó làm xịn sò chị em mình luôn á. Đẹp lắm mấy chị. Thôi bị tôn dáng luôn, màu đen. Đẹp quá. Hồng Hạnh lấy cái legging dài chốt chị Hồng Hạnh luôn. Hồng Hạnh legging dài nè. Ủa chân váy anh lấy quần cho, anh lấy chân váy cho mấy chị hồi nãy chưa giờ? S với M. Một cái M nè. Bên kia còn cái M là hai cái M nè. Cái S không? Rồi không biết nằm đâu luôn. Để lát đi. Đẹp không? Kéo thuốc giảm cân vô đây đẹp liền luôn á. Kéo thuốc giảm cân nhà chị luôn ơi đi. Để cho em bé bú xong đi. Body. Chị thấy em không? Áo khoác sọc xám 49. Ủa em ơi, nó bị lắc rồi đó. Hình Nguyễn Bích Linh lấy cái gì? À vậy hả? Ok, là chị thoát cảnh báo cho em. Rồi ok tình yêu luôn. Dạ váy 79 ngàn hả chị ơi. Dạ trời ơi, cái này em cho mấy chị có cái chân, cái quần nhà em nè mấy chị. Cái này nó là cái dáng ngố nè mấy chị. Cái này nó là cái dáng ngố là 55 ngàn nè. Đó, cái chất của nó nè mọi người. Thấy chưa, cái chất của nó nè. Em bao cho mấy chị luôn là 40-60kg. Trời ơi, cái quần này người ta đang bán 70-80 ngàn một cái. Ở đây em bán cho mấy chị có 55 ngàn, 59 ngàn thôi nha. Còn quần dài em bán có 69 ngàn à. Em bao giá toàn Facebook luôn á, không qua bán giá rẻ như em. Thật sự với Hà là như vậy luôn. Tại vì người ta nhập về người ta còn tính chi phí nè, vận chuyển nè mấy chị ơi, tính chi phí mặt bằng, tính chi phí tiền nhân viên, tiền bao tiền bịch. Em ở đây em lợi ích lắm mấy chị, thiệt luôn á. Chị nào mà đi mà coi like của em là đi so giá vòng vòng là biết em bán rẻ cỡ nào. Có nhiều chị mua lầm mà vô nhắn tên comment mà em mắc cười luôn á. Trời ơi, mới mua cái áo sơ mi 150 ngàn, vô đây bà Trang mà bán 95 ngàn. Thiệt luôn á. Mua lầm rồi chỗ khác là vô nhắn tin em mà em mắc cười luôn á. Chân váy hồng 69 dồn đơn là cái gì vậy? Trời ơi đẹp chưa mấy chị? 40-60kg giùm em thôi nha mọi người nha. Rồi em còn màu đen mọi người ơi. Quá đẹp luôn, thiệt sự luôn là 79 nghìn. Mấy chị coi nè. Cái body quá đẹp mấy chị ơi. Chốt cho em liền nha mọi người nha. Body giùm em luôn. Đây 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 đây, trời ơi. Cái con mắm kia nó comment nó còn đang lạc trôi ở giữa dòng đời của nó ở dưới kia hay sao á. Comment body áo phát sọc hoài luôn. Nó còn lạc trôi dưới dòng đời hay sao trời. Còn có quần jean ôm nào không chị? Có, chị mới lên luôn nè. Đây hôm nay về một cái mẫu quần jean trơn. Hôm nay về một cái mẫu quần jean trơn đen nha. Quần jean trơn đen thì mấy chị dễ mang dễ mặc lắm, yên tâm giùm em luôn. Chân váy hồng hả? Đâu có chân váy hồng đâu. Chân váy màu nu. Chân váy màu nu mà có một cái một size về đây size S rồi bà ơi. Có một cái nè. Được, có một cái size S à. Bà lấy màu hồng hả? Nè màu hồng có cái M nè bà. Màu hồng có cái M nè. Rồi màu hồng có cái size M thôi à. Nè chân váy size S nè. Rồi chân váy size M nè. Rồi chân M, chân em M nãy còn một cái nãy mặc á. Rồi hết luôn rồi đó. Rồi ok luôn nha. Thấy nha bà ơi. S nu cho nhỏ duyên nè. S nu cho nhỏ duyên luôn. Rồi quần legging dài size. Không có size đâu Phạm Ngọc ơi. 40-60kg mặc vừa giùm tôi đi bà Phạm Ngọc. 40-60kg mặc vừa yên tâm đi. Rồi chân váy bao nhiêu vậy chị? Chân váy 65 ngàn. Chân váy 65 ngàn, em còn có mấy cái mọi người ơi. Út Phạm, thấy chị Út Phạm nha. Thấy chị Út Phạm. Body đen em một cái luôn cho chị Huỳnh Như Hà. Rồi tím lấy hồng em mời cho chị Tuấn Anh Lê. Tên gì? Ai? Ai? Đâu? Ủa vậy hả? À Trang Trần là cái bà nào? À vậy hả? Trời ơi, nói chuyện đạo lý với mình đó hả? Bơ mày rồi, xong lấy nick khác vô đặt. Xong rồi vô nhắn kêu với mình là không gọi điện giúp đơn đúng không? Tôi mua bà đó giờ đúng không? Hải vậy? Có bộ lộ không chị? Có. Chân với S cho chị Lam Duy hả? Ok, chân với S nè cho chị Lam Chi. Body đen cho Huỳnh Như Hà có. Áo khoác 49 hết rồi, gái ơi. Em lấy hai cái legging dài nha cho Phạm Ngọc có luôn. Nhiều bà tiếu vậy. Trời ơi, má nó hạ dạ dễ sợ luôn vậy đó. Nó hạ dạ dễ sợ luôn á, bỏ dạy. Không có tiền vô đây thể hiện tính cá tính không mấy má. Nó mệt ghê luôn vậy á. Đơn Quỳnh Gơ chưa đi nha, tí sắp ơi, đơn Quỳnh Gơ chưa đi.
Lên pyjama chưa? Đợi em xíu chị ơi, đang lăn pyjama vô chị, đợi em tí nha. Khoác sập này em còn mấy cái mọi người, mẫu mới luôn nha. Phơm này mấy chị về mấy chị mặc ủ kem là hơi bị đã. Mấy chị mặc ủ kem là hơi bị đã luôn em nói thiệt. Cái này em bán cho mấy chị giá nhiêu đây? 69.000 một cái lộn. Đúng rồi, 69.000 một cái. À, quần jean đen nhiều nút có không chị? Dạ không, em có mẫu đó à chị ơi. Rẻ lắm chế, có 139.000 cái quần thôi nha. Quần là có 139.000 thôi đó mọi người, chứ ở ngoài thị trường người ta bán 200-300.000. Giống cái chất như em luôn á nha. Chất như em coi dạng mặt sướng lắm. Lên áo len có cổ cho chị chua luôn. Đợi chút xíu đi, đợi một xíu đi, đang vô hàng mấy bà ơi. Đây nè, áo khoác này nhà em còn 2, còn 3 màu nè ha. Sọc, sọc xanh, sọc đen và sọc xanh, sọc đen với lại sọc cam. Cái áo này mấy chị mặc rất là mát cho mọi người nha. Phơm 40-60kg giùm em luôn. Khoác này chị ra, khoác này chị không có sale nha. Khoác này chị khui bơm mới có hàng sale thôi. Cho em coi quần jean chị vừa cầm được không, có luôn. Body còn có màu đen rồi gái ơi, body chỉ có một màu đen thôi. Body nhà chị là chị về đen với xám cho dễ bán, dễ mang, dễ bận thiệt luôn á. Chứ về xanh đỏ tím vàng chị bán cực quá. Chị có body xanh đỏ tím vàng rồi, lát rồi chị lên cho. Rồi body có dây kéo không chị? Không bà ơi. Rồi chị Huy Ngô này áo khoác sọc xanh nè. Mai chuyển khoản cho em luôn nè, cái này đơn mới đó. Ken Trần áo khoác sọc xanh nè. Áo khoác sọc xanh cho Úc Phạm có luôn. Rồi khoác sọc xám cho bé. Ủa là bà coi đúng không? Bé ngoan hay khoác sọc xám nè cưng. Còn đúng có một cái một lấy đi bà. Màu gì ta? Màu cam với lại màu xanh là em hết mấy chị. Màu cam với lại màu xanh có 69.000 nè mấy chị. Cái này mấy chị mặc sướng lắm luôn. Màu xanh cho Ly Ngô, Lai Ngô có chị Lai Ngô luôn. Rồi quần đây nè mấy chị 139 nè tình yêu. 139.000 yên tâm giùm em nha. Chất này là hàng chuẩn shop luôn nên cứ khỏi lo giùm em luôn ha tình yêu ơi. Sọc xanh em hết rồi. Sọc xám cho bé ngoan có luôn. Hương Ngô ơi, bây giờ chị còn alo thấy tôi không bà Trang ơi, thấy bà Thùy Trang ơi, thấy bà nè bà ơi. Còn đúng một cái sọc cam mấy chị ơi, một cái sọc cam cuối cùng giùm em là em hết luôn mọi người. Cam giùm em đi mấy chị, thấy bà nè bà Trang ơi. Rồi ok ok chị, áo khoác sọc xanh em hết rồi chị. Mũi baby đặng ơi, màu cam nè, màu cam xinh lắm mấy bà ơi. Rồi em qua mẫu nha, rồi lên cho em mấy chị ơi. Cho em xin phép em lên cho mấy chị một cái này, em bán chi ân chị em mình được không? Ủa trong 50 cái mà về kìa. Trời đất ơi, làm em mừng thầm. Tuấn Anh lên sọc cam dồn. Làm em mừng thầm, em nói hôm nay có cái này em bán cho mấy chị rẻ quá trời. Quần jean đen 1m58 50kg cho chị Hồng Hạnh, nó size M là mặc vừa đấy chị. Chị Hồng Hạnh mặc size M là vừa đấy chứ. Rồi ok, led jean chính tất ngày mai mới có hàng bà ơi. Ngày mai bà lên mà coi like giùm tôi đi. Đừng có nhắc tôi nha, tôi không nhớ bà thiệt. Pyjama gấu lên chưa chị? Chú lên cái pyjama nào hết trơn á. Lai Ngô có áo khoác chị, Lai Ngô có áo khoác. Trời ơi mấy chị ơi, nó đẹp mấy chị ơi. Áo bra giá Việt Nam, hàng Quảng Châu, giá Việt Nam. Trời ơi mấy chị, bên trong nó có mút nè mấy chị. Bên trong nó có mút nè ha. Bra bri giùm em luôn mọi người ơi. Bra nha mấy bà chế nha. Bao nhiêu tiền đây em báo giá mấy bà chế, đừng có xỉu nha. Đừng có xỉu, 49.000 cái luôn. Màu nè chị em ơi, em nói thiệt luôn, toàn là những cái màu hot bây giờ không. Trời ơi coi nè, xanh gì, xanh rêu, đen, trắng, xám, xanh ngọc với lại màu gì đây, màu hồng. 49.000 trời ơi, giá Shopee chưa có nha mọi người nha. Shopee còn chưa có giá này chứ đừng có nói chi. Shopee còn chưa có giá này chứ đừng có nói chi em bán giá này cho chị em mình nha. Ok chưa? Ủa sao body em bán kỳ vậy ta? Body mấy chị cứ bắt em lên body, mà em lên body không ai mua cho em hết trơn, trời vậy. Rồi khoác cam lấy cho em luôn đi chị, hết khoác cam rồi bé ơi. Khoác cam chị hết rồi, đổi màu giùm chị đi. Rồi lên mới chết. Trời ơi em nói thiệt, cái này là hàng Việt Nam nè, hàng Quảng Châu mà giá Việt Nam nè mấy chị. Trời ơi Đào Quỳnh giờ nó còn hỏi giá nhiêu. 49.000. Như vậy đủ rẻ chưa? Như vậy đủ rẻ chưa mấy chị? Bra 49.000. Trời ơi là trời. Xéo luôn rồi. Tại sao hôm nay chỉ có được 20 cái giày?
ơi là trời, tôi đặt 50 cái mà ta sao bây giờ chỉ còn có 20 cái, rồi chia cho ai, rồi bán cho ai? Trời ơi trời, đau tim quá, đau tim quá đi. Cho luôn cái set, cái đơn cũ là chị đó đã chuyển khoản cái đơn mới rồi. Ở lộn, đơn cũ chưa luôn, chị Hằng Ngô chưa cọc luôn, nhắn tin chị Hằng Ngô rồi, chị Hằng Ngô chưa trả lời luôn, Hằng Ngô chưa trả lời luôn, hẹn quá lâu rồi. Thùy Nguyễn nè, chị Huy Ngô nhắn chị Hằng Ngô giùm em ơi, cọc cho em ơi, để em 49.000 áp dụng chia sẻ livestream. Con áo bờ ra mặt mà nó nâng ngực nè mấy chị, cái eo nó nhỏ xíu luôn nè mấy chị. Trời ơi coi nè, em tưởng em đụng, em mới đi làm díu về luôn á. Trời ơi coi cái đằng sau lưng nó làm đẹp chưa, coi đằng sau lưng nó làm đẹp chưa mấy chị. Màu nè, đen, rêu, trắng, xám, ở gì ta, màu đậu và màu hồng. Cái này mà em có shopee, em lên bán shopee chắc 1 phút 30 giây hết luôn quá. Đẹp quá chị, đẹp luôn. Chốt nha mọi người nha. Rồi lấy bịch nè người ơi, vô nè, nhanh nè. Rồi ok luôn nè, hồng xám hai màu cho Ngọc Mai nè, hồng xám hai màu luôn nè. Đồ lụa đẹp xíu chơi, Đào Quỳnh đủ nè, đẹp quá à trời. Đào Quỳnh đủ nè, ok luôn. Bra giùm em luôn, set mặt là set nào trời. Rồi ok, bra đen rêu chị Hồng Hạnh nè, đen nè, rêu nè, Phương Bảo Thư nè. Lấy gì có hai cái trắng đen vậy trời, lấy gì mà kỳ cục vậy mẹ. Rồi ok luôn nè, nhỏ lùng áo đủ nè, nhỏ lùng áo đủ nè, ok nhỏ lùng nè, nhỏ lùng luôn. Bra đen cho Ngân Chibi nè, bra đen cho Ngân Chibi nè, 4 cái. Ok, hồng của chị Lai Ngô nè. Trời ơi, tôi mà bạn. Hồng Hạnh, Hồng Ngọc Mai có chưa anh? Ngọc Mai có ra phiếu chưa ta? Ngọc Mai có rồi luôn. Ra đen cho Trần Thị Linh nè, 49.000 nè. Ra đen cho Cường Linh 49.000 nè. Chết rồi bà Cường Linh. Cường Linh hết, Cường Linh ơi. Hết đen Cường Linh, đổi màu giùm em Cường Linh ơi. Cường Linh xé phiếu giùm em nha anh ơi. Cường Linh xé phiếu nha. Rồi ok luôn, xanh rêu cho Hân Huỳnh nè. Xanh rêu cho Hân Huỳnh nè. My Lê lấy rêu xám nè, My Lê lấy rêu xám nè. Em lên màu trắng cho mấy chị coi, mấy chị đừng có ghiền, mấy chị đừng có nghiện cái màu trắng của em, mấy chị đừng có nghiện cái màu trắng của em nha mấy chị nha. Nha, quần chị mặc là 59.000 cái, quần chị mặc 59.000. Bra rêu cho heo lười, hết rêu heo lười đổi màu luôn. Ngọc Trần áo xám có luôn, Ngọc Trần áo xám có nè, Ngọc Trần có chưa vậy trời. Hết hồng rồi chị ơi, hết hồng rồi. Bây giờ em còn trắng, rêu còn một cái đang mang nha mấy chị. Bờ ra rêu cho heo lười luôn, heo lười lấy rêu. Rồi bây giờ em lên cho mọi người màu trắng nè, trời ơi màu trắng mà chê, màu trắng mà chê. Em nói mặc cái này vô đẹp dữ lắm mấy chị ơi, áo bờ ra mà mấy chị, nó lên ngực, nó nâng ngực dữ lắm mấy chị ơi. Trời cái này đúng là hàng Quảng Châu mà giá Việt Nam cho mấy chị luôn á, nó có mấy chục ngàn à, có 49.000 mà nó đẹp, em nói thiệt với bà chế luôn là đẹp xanh xương luôn á mọi người. Trời ơi cái vải nó đã lắm luôn á mấy chị, vải nó đã kinh khủng luôn mọi người. Trời ơi con màu trắng của em nè. Trời ơi con này mà lên quần jean cũng hết bài luôn á, con này mà lên quần jean cũng hết bài luôn mấy bà nha. Trắng Nguyễn Phượng luôn, bé heo Nguyễn hết rồi. Bây giờ còn màu đậu, em còn màu đậu màu xám với lại màu quần đang mặc có 59.000 hết chị, quần đang mang có 59.000 thôi nha. Rồi cho em xem cái đồng hồng phía sau nè, Lê Nguyên ơi đây. Trời ơi trời ơi, ủa em đã nói chị Hằng Ngô rồi, là hàng của chị nó mới trả về, em mới gửi, em mới đi đó chị, em mới đi hai đơn của chị gộp thành một đó. Hôm trước chị Hằng Ngô nói chuyện với em đã kêu với chị Hằng Ngô là hàng chưa có gửi về nên em chưa có gửi hàng được mà. Ủa chị Hằng Ngô sợ em quỵt của hai chị cái gì vậy, hai chị sợ em nhận tiền mà em không chuyển hoàn hả, hai chị sợ em vậy hả? Dạ hai chị sợ đúng người đó, hai chị sợ đúng người đó, chứ người ta chuyển em mười mấy triệu em đâu đi hàng đâu. Phương Nguyễn lấy xám,
Tôi lấy hai cái quần địa chỉ cũ của cô Út. Quần hết mọi người, quần hết. Ra cho Huỳnh Như chẳng có rồi phải không? Huỳnh Như chẳng có rồi, lên số điện thoại hả? Lên pyjama đi chị, pyjama đợi chút xíu, chị đang lôi hàng vô, đợi chút xíu được không? Vô hàng hơi nhiều quá cưng. Rồi em còn chẳng mọi người ơi. Quần đang mang em hết mấy chị ơi, quần đang mang còn hai cái sao à? Trời ơi, chị Hằng Ngô gọi điện cho em nó kêu với chị Hằng Ngô á là hàng nó chưa có trả về. Cái đơn hàng mấy chị tưởng là mấy chị bơm hàng cái đặt nó chạy về liền cho em hả mấy chị? Không có đâu mọi người, nó nằm nó ngâm ở trong kho á. Nó ngâm ở trong kho mấy chị. Mấy bữa nữa nó mới trả về cho em. Trời ơi, em cũng ước gì nó trả về để em khui để em bán được liền á tình yêu. Mấy chị nghĩ coi em bán lại dịch xong bữa giờ là thành phố Hồ Chí Minh nó cho mở cửa bữa giờ được tháng mấy 2 tháng trời. Hàng bưu điện bây giờ mới trả về đó mấy chị, bây giờ mới trả về cho em đó. Ơ Nguyên Lê còn có hai màu Nguyên Lê ơi, trời ơi tụi Nguyên Lê nó lấy luôn chứ. Nguyên Lê còn có hai màu à em. Trương Thanh Mai đơn đi chưa ta? Nhỏ lùng quá, để lát hồi chị gom coi nha, nhỏ lùng còn nhiêu cái chị gom cho em nha, nhỏ lùng nha. Rồi ok, nay có lên áo thun chiều. Có chị, để em xíu em nhắn tin em hãy cho. Rồi em còn màu hồng, em lộn em còn hai màu nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, có 49.000 cái áo bra mọi người, đẹp lắm, có bút ngực luôn, xịn lắm luôn á. Thay vì mấy chị mua bra Quảng Châu của em đang mặc cho mấy chị nè, đúng không? Em bán có 49.000 bằng những cái áo mà giá hàng xưởng thôi, là nó quá rẻ. Đúng không anh? Bình thường cái áo hàng xưởng, hàng may lên vải nó đâu có được xịn như vậy đâu. Mấy chị mà nhận được cái áo này về chắc mấy chị mê luôn, mấy chị mê như điếu đổ luôn mấy chị. Nó xịn lắm luôn, mấy chị có thể mặc đi tập gym được luôn á. Hàng đi tập gym, hàng đi tập thể dục nha mấy chị, phải thoải mái nha. Em này lên hơi bị xịn sò chị em mình luôn á. Rồi hai cái nè. Rồi đầm em còn hồng nha mấy chị. Rồi ok, chị lấy cho em một bộ hồng, bộ đen 105.000 nha. Ok cho Hương Trần hai bộ hồng với đen luôn, 105 Mickey. Mickey nè. Rồi. Lấy. Ok, nãy lấy cho em xanh dây chai cho em nha. Không, không có bôi hết rồi, hết xanh rồi. Còn có hai màu thôi nè, còn có hai màu thôi. Xanh đậu, màu xanh đậu này ở ngoài đẹp lắm nha mấy bà nha, hơi bị xinh luôn á. Còn xanh đậu với lại còn trắng đang mang luôn. Rồi ai lấy chốt em kèm em xin thoại luôn. Body nhà em còn nè. Em đang nói cái đơn 4 triệu rưỡi của chị Hằng Ngô. Mấy chị ơi, trời ơi, cái đơn mua lẻ mà đơn mua một lần mà 4 triệu rưỡi. Khách em mua dễ thương lắm mấy chị. Đen với hồng hả anh? Màu gì ta? Bộ 105 lấy hồng với đen. Trời ơi, nhắc cái con Mickey mà tóc tóc á. Má ơi. Đúng là đủ thứ kiếm chuyện để được bơm hàng. Đủ chuyện để được bơm hàng luôn á. Rồi Huy Ngô lấy cái đầm hồng luôn nè. Ủa đầm hồng này hình như hôm qua có rồi sao á. Vì Huy Ngô này nè. Em không biết cái đầm hồng này chị có chưa nha chị. Chị mua chị nhớ giùm em nha. Chứ để mất công á, em bỏ vô hai ba cái chị kêu có rồi bỏ nữa cho chị à. Này em nói trước rồi nha. Bên đây có 106 người làm chứng cho em nha. Ok chị. Lên quần jean đen đi chị. Ok. Ủa nè quần jean đen nè. Bà nào chưa có quần jean đen? Ta làm. Đẹp lắm đó chị ơi. Rồi đây. Rồi lên tiếp giùm em luôn. Cho em xin phép em lên một cái con sơ mi đi mọi người. Anh ra anh lôi cái mang bao hàng vô giúp em với. Ủa vậy hả, chưa lấy hôm qua nâu hả? Ờ chị nha chị lấy chị nhớ giùm em với nha, tại vì em sợ em bỏ hai ba cái cho chị á để mất công. Rồi jean đen 40kg cho chị Huỳnh Như có. Dạ quần jean này nhà em là có size với bà luôn, SML 139. 139.000 giùm em. Em lên cái này để em lên con sơ mi cho mấy chị nè. Dạ quần 139 nha. Ôi trời ơi mấy chị ơi, chết em rồi mấy chị. Chết em rồi mấy chị ơi, bộ loan em còn mấy chị ơi. Chết em rồi. Còn như quần size S nè. Trời ơi mấy chị ơi, bộ loan cứu em. Giải cứu bộ loan mấy chị. Giải cứu bộ loan. Hình như lên thông tin cho em. Giải cứu bộ loan giùm em đi. Trời ơi, nãy khách hỏi quá trời luôn, em báo hết rồi mọi người. Ai vậy, em nằm ngoài đằng sau lưng em ba bộ. Loan vàng cho Trần Thắm, Trần Trâm. Trời ơi, loan đỏ hồi nãy nè. Giải cứu bộ loan giùm em quý vị ơi.
khách hỏi quá trời báo hết luôn á chị. Rồi ra sau lưng em ba bộ, ai cho cái bộ loan không, cứu giùm em với, giải cứu bộ loan, giải cứu thế giới. Ok chưa, loan vàng chịu chị hết phút lê ơi, loan vàng hết thôi rồi. Ok Huỳnh Kiều Hạnh một ly đủ size. Loan đỏ chị Phước Lê, còn có Lan Hồng. Cốt lấy cái nguồn gì á? Lan Hồng, em còn Lan Hồng á chị ơi. Cái gì anh? Lét dinh dài mà, đúng không? Cô có lét dinh dài gì đó. Hả? Hồng với nơ, hồng với nâu luôn á, còn có hai màu chứ nhiêu. Rồi ok luôn, Huỳnh Như Hà luôn. Thiệt luôn á, chị Hữu, chị Huệ luôn ơi, em còn màu hồng lấy hồng giùm em đi. Nhỏ lùng lấy quần gì vậy? Nhỏ lùng lấy quần 55. Đi quần 55 vô cho em đi, quần 59 rồi đó. À con gì? Đào Quỳnh nó khen em bận sơ mi tay ngắn nhìn ốm hẳn ra. Thế là em lại lên một chiếc sơ mi tay ngắn. Được khen sướng quá. Được khen sướng quá các bác ơi. Lại phải lên một con sơ mi tay ngắn với chị. Trời ơi, cái con sơ mi này nó đúng đẹp luôn đó mấy chị. Về đâu quá hả? 7749 lần rồi đó. 79.000 nha, sơ mi tay ngắn em đang mang 79.000. Rất là đẹp luôn, cái này người ta hàng người ta bán, người ta bỏ shop nè mấy chị đẹp nè. Có hai màu à, màu hồng, màu đỏ và lại màu xanh thôi. Cái form lên rất là sang chảnh nha mấy chị. Lên quần jean xanh cho chị chưa? Dạ chưa, để em tí em lên cho chị. Đau lòng thiệt luôn á. Ơi còn màu hồng luôn nè, ý là ai lấy hồng giùm cái ơi. Ý là ai giờ ai năn nỉ lấy hồng giùm cây giùm em cái đi. Nay có rớp tớp có cổ không chị? Áo rớp tớp có cổ phải đợi đợi chị nha, chắc ngày mai mới về được quá à. Ngày mai mới lên được cái mẫu đó quá à, em ơi. Nó nằm ở sâu quá hà, chị chưa có bới lên được cho cưng luôn á thiệt. Đăng nhiều mẫu lắm biết like kịp không mọi người thiệt. Rồi còn một con hồng giùm em, ai lấy hồng chút hồng nè. Rồi quần đen đủ size cho Kiều Hạnh một ri, em chưa quăng không? Một ri cho Kiều Hạnh có luôn. Rồi ok la luôn. Rồi sơ mi 79.000 nha mọi người nha. Em nói cái vải nó đẹp mê mấy chị. Cái vải nhà này làm đẹp mê giùm em luôn. Sơ mi hai màu cho Thùy Nguyễn có luôn. Bộ hồng Loan lấy cho em luôn đi dồn. Ok Thùy Nguyễn Ngân. Ai? Thùy Nguyễn đấy hả? Chị Thùy Nguyễn em chốt sơ mi hai cái nữa chị Ngân lựa giùm em nha chị đẹp nha. Hàng của chị nhiều rồi. Ủa nãy giờ chốt quá trời luôn sao phải không? Trời ơi mấy chị coi nè mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn mọi người, sơ mi Burberry nha. Mà cái hàng này em về cho mấy chị là sọc mới cho mấy chị. Sọc hồng và sọc xanh cho em luôn. Hai con sọc này là hai con sọc đỉnh nè mấy chị. Hai con sọc này là hai con sọc đỉnh cho em luôn. Rất là rẻ nha mọi người nha, rất là rẻ nha, có xét đợi em xíu luôn. Dạ quần Rinnell mặc có chị. Giá bao nhiêu vậy ta ơi? 139.000. 139 một cái quần rin cho em nha mọi người. 139 một quần rin nha. Rồi sơ mi em có hai màu mấy chị. Trời ơi mấy chị coi nữa chứ. Trời ơi đẹp xỉu luôn. Trời ơi không có gì mà đẹp bằng quần rin áo sơ mi với mấy chị. Thiệt luôn á. Không có gì mà đẹp bằng quần jean áo sơ mi cho mấy chế luôn á nè. Xuất sắc luôn. Quần jean nhà em là lưng rất là cao nha mấy chị, lưng cực kỳ cao luôn. Ok la chưa? Rồi đủ màu, sơ mi có hai màu giùm em luôn ha. Rồi em chốt cho bà chế luôn nè. Thùy Nguyễn lấy hai cái hai màu luôn. Bữa ra đó không của ai đó, quăng lại cho em đi. Rồi. Áo đỏ áo xanh luôn. Rồi ok chị Huy Ngô luôn, Thúy Hằng có hai cái đủ màu có luôn. Quần rin chị mặc còn không? Còn luôn nha. Rồi ok Trần Trâm lấy áo sơ mi xanh luôn. Trần Trâm sơ mi xanh luôn. Thúy Hằng có rồi, Mimi lấy hai cái sơ mi có luôn. Dạ 40-60kg mấy chị ơi, 40-60kg mang vừa sơ mi cho em nha mấy chị. Sơ mi đỏ em chút cho nhỏ Huỳnh có luôn. Sơ mi đỏ chút cho nhỏ Huỳnh có. Sơ mi xanh em chút cho chị Cẩm Nhung có luôn. Sơ mi xanh chút Cẩm Nhung. Rồi, jean đen cho Trần Thị Linh, chốt cho chị Trần Thị Linh luôn jean đen luôn. 48kg luôn. Jean đen nè. Rồi, sơ mi một cái sọc hồng. Không có sọc hồng chứ ơi, sọc đỏ và sọc đen à chế. Cúc Phạm lấy sơ mi hai màu. Cúc Phạm sơ mi hai màu có luôn. Rồi, Kiều Hạnh lấy sơ mi 4 có luôn. Lên áo đi chị hả? Rồi ok em lên liền luôn. Sơ mi 4 cho Kiều cho Cúc Phạm nè. Sao giờ ta mời lại giùm con Kiều Hạnh có rồi luôn. Kiều Hạnh ơi, Kiều Hạnh có rồi luôn nha.
sơ mi còn hai màu, giả sơ mi là 79 ngàn. Hàng này hàng bán shop cho mấy chị cứ yên tâm đi, từ dáng từ chất cho tới form luôn nha mọi người nha. Cái chất này là đúng là chất xô kaki Quảng Châu luôn, đẹp lắm á chứ ơi, yên tâm. 79 ngàn cái sơ mi mấy chị, 79 nghìn này chị em ơi. Em nói sơ mi lên form mấy chị sang xịn mịn luôn á trời, sang xịn mịn cho em nha mọi người nha. Sơ mi 79 ngàn hai màu luôn. Rồi chị mặc sơ mi xanh cho em coi đi chị, đợi xíu được không, đợi xíu được không, thiệt luôn á. Xanh với đỏ, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng luôn. Ok, thanh xuân sơ mi luôn, thanh xuân sơ mi nè, hai cái luôn. Sơ mi 79 ngàn một cái giùm em mấy chị ơi. Sơ mi 79 ngàn hả? Ủa thiếu hai cái hả? Kêu hạnh 4 nè, ok luôn. Sơ mi đỏ cho thùy tú nè, thùy tú nè, 79 ngàn cái sơ mi giùm mấy chị ơi, rẻ bèo mấy chị, rẻ bèo 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 bèo. Để em lăn, để em lăn vô mấy chị ơi, để em lên pizza mai cho mấy chị cho nè. Rồi sơ mi ấy nữa, chốt sơ mi giùm em cho em khui cục bơm tiếp. Ai lấy sơ mi chút sơ mi nha. Trời ơi sơ mi sơ mi sơ mi. Hôm nay em có về một mẫu ngố đẹp lắm. Hôm nay em về một bộ thể thao rất là xuất sắc luôn mấy chị. Nè quần 5599 nè, khoác xám hồi nãy anh bỏ lộn rồi đó. Khoác xám nó, khoác sọc xám nó, đang cầm chứ cái gì. Ừ quần đó, jean 55kg cho mi mi có luôn. Đỏ cho chị, đỏ cho chị Nguyễn Phượng có luôn. Đỏ chị Nguyễn Phượng nè. Đó, đó, đó. Ba kéo cái ba này cũng con qua lên đây chút xíu rồi ba mới đau lắm được ba. Đây ba. Hồi đó con bao không ba? Hai bao hả? Ok luôn. Rồi dồn đơn cho em một cái sơ mi đỏ cho bé Heo Nguyễn. Rồi bé Heo Nguyễn còn cái đỏ đang mang có luôn. Zin 55kg cho mi mi. Zin 55kg nè. Sơ mi đỏ em hết nha. Áo còn đủ có mấy cái em ơi, lấy đỏ được không Thu Nguyễn ơi? Sao hôm nay comment chậm quá vậy Thu Nguyễn? Sao hôm nay comment chậm quá luôn em. Dạ quần 139 cho em chứ ơi. À hai cục như vậy hả ba? À một bao một cục. Lăn vô luôn ba. Lăn vô luôn ba. Ok luôn, xếp tiểu thư. Chân vẫy lên chưa? Dạ chuẩn bị em lên liền luôn. Dạ quần 139 nha mấy chị, quần 139 luôn. Rồi em lên cho mấy chị ba mã sale cho mấy chị comment nè. Em ra rồi em chốt cho mấy chế ha. Rồi sơ mi xanh cho bé Út nè. Bé Út lấy cái sơ mi xanh luôn anh. Mũi baby hết sơ mi đỏ luôn. Trời ơi mấy chị ơi, con thể thao mấy chị đúng đỉnh luôn. Đúng đỉnh luôn mấy chị ơi. Hàng này em bán 100 mấy nè mấy chị, sale luôn cho mấy chị luôn nha, 79 ngàn. Chốt em thể thao. Thể thao 79. Thể thao 79 nghìn. Được ba? Không có đẩy được, phải anh phải kéo cái bao rồi lên tí xíu nữa mới đẩy cái cửa vô được. Cho nó đứng dậy luôn đi ba, cho nó đứng dậy luôn. Cho nó đứng luôn. Đứng luôn, rồi. Ok luôn. Rồi, hồi nãy, đúng rồi, em có sơ mi 2 màu rồi đó cưng. Hồi nãy em có sơ mi 2 màu rồi đó. Rồi, thể thao giùm em luôn. Rồi, còn một cái màu bộ gấu với chị. Gấu này em sell cho mọi người 55 nghìn, gấu Quảng Châu nè. Gấu Quảng Châu 55 ngàn nha. Gấu Quảng Châu nè, rồi gấu xanh nè mấy chị ơi. Gấu Quảng Châu nè. Gấu xanh nè, rồi ok. À, lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xứng thỏi giúp em luôn nha. Rồi trời ơi, em nói cái nhà của em nó đang như cái đám rừng vậy đó mấy chị, hàng nó về quá nhiều mấy chị bà ơi, hàng nó về quá nhiều. Rồi em lên một cái mẫu pyjama nè mấy chị, em lên một cái mẫu pyjama cho nó gọn gọn bớt nha. Trời ơi á, chị Dân đang like đồ kiểu vô sọt sọt dưa vô pyjama nó kỳ không ta. Tự nhiên đang la đồ kiểu sọc vui cho pyjama nó kỳ vậy mấy chị. Thôi ráng gặp thằng Kỳ bên Mỹ chút xíu mấy chị nha. Em like cho nó gọn gọn cái nhà hết chị em ơi. Rồi em lấy cái pyjama nhiều màu này trước đi. Cái pyjama này rất là đẹp luôn nè. Em muốn like cái pyjama này lắm lắm luôn á.
em muốn lên cái pyjama này lắm lắm luôn á chị, tại vì thứ nhất là làm nó nhiều hình và cái màu nó rất là đẹp luôn. Được 50 ông trời. Em tên, trời ơi. Em muốn lên pyjama này lắm á chị ơi. Rồi pyjama chị em ơi, chốt cho em nha. Rồi em chốt hồi nãy cái bộ nãy nè, vậy mà. Ok, vậy bữa khác lấy em một ri đúng không? Vậy là bỏ cái ri đó lại đi anh. Bỏ 5 cái áo đó lại đi anh. Ok, Nguyễn Thị Thúy Hoa, bộ ngố gấu nè. Rồi gấu xanh em chốt cho Thanh Tuyền nè. Có Thanh chốt cho Thanh Tuyền, quần đang mặc còn nha bé heo Nguyễn Thị ơi. Bé heo Nguyễn chị còn nha, quần đang mặc 139 em, quần đang mặc 139 cho em luôn. Trời ơi, em nói cái bộ này mấy chị ơi. Mấy chị nhìn có họa tiết nè. Em nói ít khi nào mà về được hàng này lắm luôn. Áo em đang mang còn màu xanh, anh đưa cái màu xanh em mặc cho mấy chị coi, cho mấy chị lấy cái áo màu xanh cho em luôn anh. Để em mặc cái áo màu xanh lên cho mấy chị lấy luôn nha mấy chị. Áo đỏ còn không anh? Áo đỏ còn của ai không? Hả? Nãy giờ cắt cắt đi. Trời ơi, nãy giờ. Em ơi, nó nghe nè, bây giờ còn hai đỏ, ba xanh lấy đỏ giùm chị nha. Hai đỏ, ba xanh là lấy đỏ giùm chị nha. Ủa, nãy em ra phiếu màu xanh, màu đỏ rồi mà ta. Sơ mi nãy em ra phiếu màu đỏ rồi mà ta. Bây giờ áo sơ mi này em còn một cái màu xanh nè, em lên cái màu xanh nữa mấy chị lấy giùm em nha mấy chị, rồi em lên pyjama cho. Pyjama nói vậy em bán có một giá một rồi mấy chị, thiệt ai coi like em nhiều là biết à. Sơ mi màu xanh đẹp lắm luôn á thiệt. Tại mặc màu xanh lên sợ mấy chị lấy màu xanh, không lấy màu đỏ cho em. 50kg mặc size gì chị, mặc M đi cơ. Mặc M là bao giờ bao dừa luôn á. Rồi ok like chưa? Xanh 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 rất là đẹp. Đỏ còn 2 cái, xanh còn 3 cái. Hồi nãy có 2 mẫu mà em sale mà. Một cái ngố gấu Quảng Châu là cái con gấu đen á. Đó. Còn đó là bộ thể thao. Cái đó là ngố đó đúng rồi. Rồi em còn sơ mi xanh nha mọi người, sơ mi còn xanh với lại màu ấy. Trời ơi, nói thiệt với chị ơi. Ôi đẹp quá. Một quần 139 size M cho bé heo Nguyễn. Bé heo Nguyễn lấy quần M nè. Quần M cho chị bé heo Nguyễn. Ok. Áo sơ mi là 79.000. Huỳnh Như Hà sơ mi xanh, Lý Diễm My lấy sơ mi đỏ xanh. Huỳnh Như Hà sơ mi xanh với Lý Diễm My sơ mi đỏ xanh luôn. Mai có like không chị? Dạ có chị ơi. Ngày nào em cũng bán hết trơn trọi với chị ơi. Mấy nay em không dám nghỉ luôn mọi người ơi. Mỗi lần mà nghỉ là ngày thứ hai em về nhiều mẫu em like không có nổi. Trời em mới thiệt luôn chứ mấy bà luôn á, lịch sử luôn nha mấy chị nha. Đó giờ không bao giờ mà về pyjama mà một ri nó mùi màu như vậy cho sỉ đâu. Sỉ nào mới tập tành bán nè. Chưa thích bán pyjama không nè. Cái này nha mấy chị mua lẻ mấy chị lấy 10 một ri 10 bộ như vậy là sẽ được bớt 5.000 cái, tại em lời không có nhiều đâu mấy chị. Em lời có nhiều đâu nha, là mua lẻ 10 một ri như thế này mấy chị sẽ được bớt giá lẻ 5.000 một cái. Còn nếu như Út bé Út lấy cái một cái sơ mi xanh. Còn nếu như mấy chị mà sỉ á. Tại vì mấy chị ơi, ví dụ như cái bộ này đúng không? Em để lẻ là 105.000, 102.000 một bộ. Thì mấy chị sỉ là 970 một ri này. 970 một ri này nha mọi người nha. Nếu như mấy chị về mấy chị chụp hình mấy chị đăng lên mấy chị bán thử. Nếu mình có duyên mình bán hàng thì sao đúng không? Cái này là em nói vậy thôi. Còn mấy bà sĩ nè, ít khi nào mà về được một bộ mà ri nhiều màu như vậy lắm. Nên là mấy bà sĩ lấy nguyên ri về mà bán đi, tại vì rất là nhiều hình luôn. Bình thường á là về một hình mà nhiều màu. Còn bữa nay nó về mỗi màu một hình mà nó còn nhiều họa tiết nữa, nên là rất là cho rất là có lợi cho bà sĩ bán luôn nha. Ok chưa? Phù Dung chị ơi, lúc nãy em chuyển khoản cho chị nhầm có số tài khoản của chị 500.000. Ok Phù Dung ơi, ok em. Ủa vậy hả, có chuyển khoản nhầm nữa hả? Trời ơi, sao dạo này người ta nhầm tiền vô tài khoản tôi nhiều quá vậy? Nó luôn số tài khoản em á. Rồi ok luôn. Dạ hôm nay có đùi gần sóng, đợi em chút. Bây giờ em sẽ lên pyjama bộ này cho mấy chị em của mình nha. Giá 102.000. Em lên sơ họa tiết rồi mắt rồi em lặt lên form cho mấy chị coi. Tại vì những cái loại này là em bán rất là nhiều rồi ha mọi người ha. Chị nào biết cái form cổ sen và cái tay phòng như thế này là đang rất là hot luôn nè. Rồi em bán bộ này là giá 102.000, em lên họa tiết. Mấy chị chốt giùm em beo zip zap. Rồi cái này là zip zap lớn nè, mấy chị chốt giùm em cái này là màu trắng đi cho nó khỏi lộn với cái này nha. Rồi đúng rồi chị, hàng mango. Vải là mango hết, trời ơi em bán giá. Không có bán hàng cùi bắp nắp chai đâu, yên tâm đi nha.
Rồi rẻ thì rẻ thiệt, nhưng mà hàng này người ta bán ra thị trường là 130, 140 một bộ. Ở đây em bán có 102.000 thôi nha. Được chưa? Cho mấy chị mua nhiều, mấy chị vừa mua về mấy chị mang hai bộ. Hai bộ là mới có 200.000 đó mấy chị. Chứ mấy chị lấy 200.000 mấy chị đâu ra mua quán hàng mà măng gồ như vậy, không có đâu mấy thiệt luôn á. Rồi em lên màu nè, beo nè, zig zag nè, trắng nè. Ôi ôi cái con Hermes này là đỉnh nha. Cam. Đỏ. Eo vì trắng. Eo vì nu. Burberry nha chị em nha. Rồi ok la giùm em chưa? Hiện tại là họa tiết ở đây em chỉ có như này thôi. Ai lấy họa tiết nào thì chốt giùm em. Màu kèm số điện thoại giùm em luôn là có đơn. Được chưa? Con beo dễ mặc quá, không lên con beo đâu. Em lên cho mấy bà chế cái con Burberry này nè. Rất là sang. Trên gì? Đúng rồi. Rồi Hồng em ơi, bữa nay về cái này nè cưng. Bây giờ chị về cái này nè bé ơi, lấy đi bé, thiệt. Chị bận lên là mất công dành á. Chị bận lên mất công dành mà mua. Nói cái này nó thiệt á nha. Rồi mấy chị có thể ngồi đợi em lên form rồi mấy chị chốt cũng được nha. Nhưng mà mình lên mình nhầm chốt không kịp người ta, mình uổng cán chịu nha. Rồi 102.000 mấy chị ơi, 102.000 một bộ giùm em nha mấy chị đẹp nha. Siêu siêu đẹp nha mấy chị. Ok, Phương Bảo Thư lấy không Burberry đúng không? Ok la luôn. Pyjama Bell dồn đơn cho Ngọc Viên có luôn. Đơn em đi chưa? Linh Phạm có. Linh Phạm không biết luôn. Bên chị mới điện hồi sáng đây là hàng chưa có đi đâu mấy chị. Sang không mấy chị? Sang không ạ? Sang không ạ? Phải nói là rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi đây, Zig Zag. Cái bộ này em mới mặc hồi chiều em đi công chuyện xong. Em là được cáo chị ơi, ra đường hay ở nhà gì em cũng quên pyjama mấy chị. Chừng nào đi đâu, đi đâu quá mấy chế thì em mới lên đồ thôi, chứ còn em mà đi đâu em đi vòng vòng mà đi này kia em toàn là bận pyjama không à, thiệt luôn á. Rồi ok luôn nè. Phương Bảo Thư lấy đủ không, eo về không Burberry đúng không? Trời ơi nó đẹp thiệt sự luôn á trời. Nè coi nè mọi người, nó sang ghê chưa. Rồi ok la luôn nè. Thiếu màu gì anh? Đủ chưa? Thiếu màu gì vậy? Đây nó có cái eo vì trắng nè mấy bà, nó có cái eo vì trắng đẹp quá luôn nè. Rồi con beo nữa nè. Rồi lâu lâu mới có mấy cái hàng này về thôi mấy bà ơi, không có đâu mấy bà yên tâm đi. Pyjama beo cho Ngọc Viên nè. Beo cho Ngọc Viên nè, mã hơi beo gì đâu, có một cái, một hai cái gì trời. Rồi ok beo nè, Thúy Hằng một ri nè. Thúy Hằng một ri nè, riêng hình mùi nè. Thúy Hằng một ri có luôn nè. Dạ 102.000 giùm em. 102.000 một bộ cho em nha mọi người nha. Vải mango quần có túi không nhăn giùm em. Hàng mango quần túi không nhăn nha mấy chị nha. Rồi kim chi leo vì chẳng chốt luôn. Kim chi leo vì chẳng chốt luôn. Đây này eo vì chẳng nè ơi. À cái đó eo vì lớn hả? Cái đó eo vì lớn đi, có chốt eo vì chẳng đâu đi. Rồi ok luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Không biết luôn. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em nè. Trời ơi em nói cái bộ này mặc sang xỉu mấy chị ơi, mặc sang xỉu luôn á. 40-60 cân mấy chị mang thoải mái vô tư luôn được chưa? Trời ơi trời, coi nè, eo vì nhỏ luôn. Trắng zip zag cho ngân chibi luôn. Trắng zip zag cho ngân chibi luôn nè. Zip zag nè. Bộ đỏ cho Nguyễn Cun nè. Đỏ cho Nguyễn Cun nè, ok luôn. Rồi bộ màu trắng luôn. Beo màu trắng cho chị Kim Thúy nè. Beo nè. Beo cho chị Kim Thúy nè, ok la luôn. Cái này mấy chị chốt giùm em lại nè mấy chị. Em đang mặc là mấy chị chốt em màu cam đi nè. Còn cái này mấy chị chốt giùm em màu trắng nè. Cái bộ zig zag này zig zag lớn mấy chị ơi. Bộ này bộ zig zag lớn cho em nè mọi người nè, chốt em nha. Zig zag lớn nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là zig zag đen đi cho nó khỏi lộn nha. Zig zag nè. Rồi, cái này mấy chị chốt em màu trắng cho nó khỏi lộn chứ. Cái này trắng nè. Cái này eo vì nhỏ nè. Rồi cái này là zig zag nè. Rồi nha. Cái này màu đỏ nè. Rồi. Cái này là eo vì nu nè. Cái này là eo vì Burberry nè. Đó, chốt chưa? Sơ mi đỏ là gì vậy? Cái gì? Kim Thúy lên thông tin giùm em luôn. Kim Thúy ơi, lên thông tin giùm em luôn nha chị đẹp nha. Trời ơi, em nói cái bộ này nó đẹp xỉu mấy chị ơi. Bộ đỏ là chị em. Trời ơi, nhức răng quá luôn.
U là trời, chấn động địa cầu quý vị ơi. Màu đỏ nha, zip zap nè, màu trắng nè, LV nè. Rồi màu nu cho em luôn. Bộ này cho em giá rất là rẻ luôn nha mọi người nha. Sắc quá à. Một bộ LV nu cho chị Kim Chi có luôn nè. LV nu cho Kim Chi có luôn. Rồi Thúy, Kim Thúy em ghi lộn. Nhầm chị ơi, em lấy bộ chị đang mặc màu trắng á. Ừ đúng rồi. À lấy bộ đang mặc của chị giống chị đúng không? Rồi ok. Là bộ dích dắt này nè anh ơi. Lên thông tin giùm chị luôn nha Kim Thúy ơi, lên thông tin giùm chị luôn. Rồi beo còn một bộ mấy chị ơi, beo còn một bộ luôn. Burberry cho em coi với ok la luôn. Rồi đợi em xíu cho mấy chị coi lại mấy chị ơi. Burberry cho em coi với nè. Có hết mấy bà ơi, 40-60kg luôn. Giùm em đi mọi người. Trời em nói cái bộ này mấy chị mặc, mấy chị quến cho em đôi dép Hermes vô nữa là bả cháy luôn. Bả cháy nha mấy chị. Burberry nè. Ô là trời, em nói nhà này nó làm hàng đẹp má ơi luôn á. Bận bộ đồ vô mà tái tê lòng người mấy chị ơi. Nó dịnh cái nách lại nữa chị chịu nổi. Chịu nổi. Trời ơi là trời. Tôi nói bộ này mà ai không lấy là xỉu luôn, uổng lắm luôn. Kiều Hạnh một ri nè. Nè Kiều Hạnh cho em cái ri đẹp xỉu Kiều Hạnh. Má ơi nhìn cái ri là quý phụ quyêu liền luôn á. Ok chưa? Lên địa chỉ đây luôn hả? Không, lên số điện thoại được rồi. Ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho tình yêu sau nha. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm em luôn. Đó. Tại vì em mấy chị đợi địa chỉ trên đây sợ nhiều gặp kẻ gian mấy chị ơi, nó trà trộn mấy chị. Ghê lắm mấy chị ơi. Rồi Burberry cho Nguyễn Thị Mỹ Hoa có luôn. Burberry cho Nguyễn Thị Mỹ Hoa có luôn nè. Rồi LV chẳng mấy chị ơi. Đẹp quá luôn. 40 60 kg mang vừa giùm em ha. Yến Linh này nguy hiểm lắm mà, mua hàng khó giao lắm. Thiên Nga lấy bộ cam đang mặc luôn. Mua mà gọi điện không có nghe máy được. Rồi ok, zip zap to Burberry cho chị Đình Phương. Cứ kêu em chốt đi xong ngày mai nghe máy, ngày mai chị mất tích không à. Trời đất ơi nè chị ơi. LV chẳng em còn một nha. Rồi, phơm dơ em chưa lên chị, phơm dơ em chưa có lên chứ vậy là không có chị ơi, phơm dơ em chưa có lên nha. Rồi, lên màu giùm em luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. U là trời nè. 40-60 cân giùm em luôn nè mấy chế. Burberry dồn đơn cho bé Út có luôn nè. Rồi em có màu nè mọi người nè, đẹp quá à. Burberry dồn đơn cho bé Út. Ủa còn rồi Burberry không? Nè Burberry này còn bộ luôn rồi hết luôn. Bé Út nè. Rồi bây giờ em còn LV, còn beo sang đó mấy chị ơi. Beo sang ha, màu đỏ giùm em luôn nè mấy chị. Giống như em đang mặc ở lên hạ tiết đỏ cho mấy bà chế nè ha. Màu đỏ nè. Màu đen nè. Đấy. Đó, màu đen nha mấy bà. Chốt cái này màu đen đi cho nó khỏi lộn đi. Màu đen nè, đó này màu trắng nè. Đó. Mấy cái bộ này mặc sang đó mấy chị ơi. Bộ cổ sen cho em luôn, hơi bị hot nha mấy chị chế. Hơi bị hot hít luôn, tay dài giùm em luôn nè. Cổ sen tay dài luôn, LV luôn nè. Mê ly chưa, 1, 2. Họa tiết đây. Đó, tình như lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xin thoại giùm em luôn. Rồi, bộ này chưa tới chục bộ hết hàng. Em còn có vài bộ là em hết rồi đó mấy chế. Ai lấy bộ chút bộ em. Nguyễn Ngân thấy em không? Thấy cái gì comment cái gì vậy em ơi? Lấy cho em một ri luôn đi mà tí em cọc thêm rồi ok. Không có nhận cạc nữa nha bà, chuyển khoản giùm em đi nha. Con bà Nguyễn Ngân là chốt cho bà đủ màu, mỗi bộ một màu thôi nha. Đơn kia đi rồi nhưng mà phải đơn mới phải cọc mới chứ sao? Đơn mới phải cọc mới chứ. Mua cạc. Bao nhiêu một bộ vậy chị? Dạ 102.000 bộ giùm em mà chứ ơi. 102 rồi nha mấy chị nha. Rẻ đẹp mấy chị. Yên tâm đi. Hàng nhà em là họ mango này mà mấy chị cứ tự tin mấy chị lấy đi. Em mới thiệt mua về mặt là ghiền. Tại vì Nguyễn Ngân này là biết chất vải nhà em rồi. Bả mới tự tin bả mua vậy. Thiệt luôn á. Rẻ lắm luôn mấy chị, có 102.000 thôi nha mọi người nha. Rồi lên tiếp cho em luôn cả nhà ơi. Rồi em lên cho bà chế tiểu thư nha. Trời ơi hôm nay cái gì em về. Em nhìn cái set gì mà nó đẹp dữ vậy mấy chị, đẹp nhưng mà lồng lộn vậy trời. Em nhìn cái set gì mà nó lồng lộn dữ vậy ta. LV nè. Rồi. Màu trắng nè mấy chị. 102.000 một bộ cho em thôi nha mấy chị nha. Hàng mango mấy chị yêu ơi. Mango. Ủa vậy hả, nó cọc chuyển khoản hả? Ủa vậy hả, cho em nhớ ai cọc cạc ta. À chị Đa Đa đúng không? À đúng rồi.
Bởi em nói có chị nào cọc cạc mà em quên. Rồi ok, tiếp tục chương trình luôn. Đẹp quá à. Cái này mấy chị chốt cho em màu đen nè, mấy chị em nói màu cam đẹp ghê luôn á trời. Thục Linh đơn đi rồi, Thục Linh ơi, Thục Linh đơn đi rồi. Màu cam dễ thương xuất sắc luôn. Ok la chưa? Sỉ thì bây giờ bắt buộc phải lấy mỗi mẫu 3 sản phẩm, không được lọc màu rồi đó em ơi. Chứ còn em không có được, em không có lấy đủ số lượng thì em không chốt sỉ được đâu nha. Rồi ok la chưa? Lên giùm em tiếp tục. Đẹp quá. Đẹp ghê á. Đúng vậy, một mẫu lấy 3 sản phẩm không lọc màu nhé. Rồi em còn màu cam đang mang luôn, em còn gì đó màu đó mấy chị, em đang treo phía sau lưng nè. Ai thích màu nào chốt màu đỏ cho em đi, treo phía sau cho mấy chị vô xong mấy chị thấy nè. Khỏi mất công mà. Hỏi tới hỏi lui em. Ok, lên tiếp. Em lên Tiểu Thư nha. Lên gì nhiều nhiều. Bây giờ cái nhiều nhiều nó nằm ở trong tận cùng địa ngục gì đó, cái gì nhiều bây giờ đây. Pyjama còn kiểu nào nữa không chị, nhiều lắm. Pyjama nhà chị nhiều lắm luôn, nhưng mà cho chị lên cái Tiểu Thư này đi. Trời ơi mấy chế coi nè mấy chế. Em nói là đẹp mê tiểu xỉu luôn á. Tiểu úp xỉu đau liền luôn á trời. Trời ơi má ơi. Mấy chị ơi, cái gì nó đang nằm ở đây vậy mấy chị? Trời ơi mấy chị ơi, cái gì nó đang nằm ở nhà em vậy mấy chị? Trời ơi trời. Chân váy thiết kế luôn á trời. Chân váy dài nha mọi người nha, nhúng một bên là mấy chị. Chân váy dài nhúng một bên luôn. Trời ơi em báo giá mấy chị xỉu thiệt luôn á mấy chị. 109.000. Một set như thế này giá chỉ có 10 thôi nha mọi người nha. 109 cho em. Có hai màu mấy chị ơi, hai màu giùm em luôn, màu đen và màu kem, màu đen và màu kem giùm em luôn. Trời ơi trời, chết em rồi mấy chị ơi, nó sang quá. Rồi em lên form đây. Set này mấy chị mặc đi làm, đi tiệc, đi chơi cho em rất là sang chảnh luôn. Gu sang chảnh, mời vô đây mấy chị ơi, mời vô lên hàng thiết kế giùm em ngay liền và lập tức giúp em liền ha. Anh treo, có thể nào treo cho em bộ này lên nữa. Ai nói quát nồng nách nó ít ra lòng hơn, xem thấy nó lên nhiều hơn hay sao quá trời. Khoát còn không chị Trang, còn gái ơi chưa có lên nè. Em lên cái này xong em lên cho bà chị khoát 199.000 cho em. Lên cái này xong em lên cho bà chị khoát 199.000 cho, ok không? Ồ cái đầm nó đẹp quá trời, cái áo sơ mi nhức nách luôn. Cáo sơ mi nhức nách luôn. Có pyjama chị Kim Thủy đợi em chút đi. Ok la luôn. Áo còn luôn, đợi chút xíu luôn. Dít dắt trắng sau lưng là treo phải không chị? Đúng rồi. Dít dắt trắng là sau lưng là dít dắt trắng là sau lưng em treo phải không? Đúng rồi đó chị Ngân, chị là Ngân Chi Bi. Đúng rồi chị. Trời ơi em nói cái set này mấy chị có cái tay áo nè mấy chị. Mấy chị coi cái tay áo nó gài nút cho em nè mấy chị ơi. Còn lên đùi. Dạ có chị ơi, em mới lên có mấy mẫu mà. Hôm nay em nhiều mẫu lắm luôn, em mới lên có vài mẫu à mấy chị. Em mới lên có vài mẫu à. Trời ơi mấy chị có cái chân vẫy nha mấy chị. Ô nó sang á trời ơi, khoát còn nha chị đẹp ơi, khoát còn giùm em luôn nha chị ấy nha. Rồi bộ này nhà em có hai màu khách ơi. Bộ này nhà em có hai màu cho mấy chị nha. Trời ơi. Em nói nó sang xỉu luôn nha mọi người ơi. Cái chân vẫy nha mấy chị ơi, hàng thiết kế giùm em nha mọi người nha. Nhúng một bên giùm em luôn á chị, cái tay áo nè. Trời ơi là trời. Xỉu chưa? Ô là trời. Hai màu cho em nha mấy bà, hai màu giùm em luôn, màu nu và màu đen đang mang nha mấy chị. Mấy chị nhìn cái nơ áo nè mọi người, mấy chị nhìn cái form cổ áo nè, quá trời quá đất luôn, quá trời quá đất cho em luôn nha mấy bà chị nha. Áo khoác để em xíu lên liền cho chị.
Khoát để em thiếu thiếu em lên liền cho. Phát 109 nghe em biết về được hình. Còn nó hình nó về hình gì nữa đây nè. Rồi để em chút xíu luôn. Màu nu và màu đen. Nu và đen cho em nha. 40-60 cân mới chết. Đó, nhấc cái nắp vô à. Đó, hai màu nha. Nu đen. Cái tay ảo đó mấy chị thấy không? Em đi viền cho mọi người luôn mọi người ơi. Đi viền cho mấy chị luôn, thoải mái giùm em luôn nha mọi người nha. Đi viền thoải mái luôn. 40-60 cân. Quá đẹp. Cái chân phải đem lên đằng trước cho mấy chế là lưng bạn, đằng sau là lưng đen cho, lưng chun nha. Đằng trước là lưng bạn, đằng sau là lưng chun cho bà chế luôn. Trời ơi nó sang quá trời sang, sang chấn động địa cầu luôn á trời. Sang quá trời quá đất luôn. Ok nè, set màu đen chút chị Hương Ngô nè. Cái này cho mấy chị mặc đi làm đi tiệc nè ha. Hơi bị xinh luôn á. Cái này mà 20 tháng 11 á. Thay vì mua cho cô giáo cái bông không, mua cái bộ đồ này. Anh, mua bộ đồ này 110.000 gói vô hộp quà tặng cô giáo. Cô giáo xỉu liền luôn, cô nói trời đất ơi làm sao mà con bé này nó tâm lý quá trời luôn. Khỏi cần học vô lớp, chỉ cần nói chuyện thôi mà lên lớp. Thiệt luôn á, mặt nó sang quá chị. Mấy chị nè, mấy chị cái này mấy chị không mang cho em mấy cái đôi mà, mấy cái đôi Gucci bây giờ mọi người mà cái đôi quốc vuông như vậy nè. Sẽ rất là đẹp luôn, em bán có 110.000 thôi à mấy chị. Em bán cái set này có 109.000 à. Em nói thiệt luôn á, này mấy chị có cái nút này em làm cho mọi người là nút đen luôn á nha. Nút đen luôn á, 109.000, mấy chị không tin được luôn á trời. Em cầm cái bộ đồ lên mà em còn không tin mà. Vậy thì nó rất là sang cho mấy chị em mình luôn. Mà không lấy là chết liền. Đây nào mấy chị mua cái đôi guốc này cho em mà đang rất là hot luôn nè. Này em tư vấn với bà thôi, tại em mới đặt đôi rồi đẹp lắm. Mấy bà mua cái này đi. Đây. Này. Mấy chị mua đôi này nè, đôi này là hot lắm mấy chị. Mấy chị mua đôi này đi xong mấy chị mặc cái này lên cho em nói thiệt luôn á trời. Má ơi, nhìn là đúng là như là gọi là cái gì ta, nữ gì ta? Tổng tài hả? Nữ tổng tài hả? Đây mấy bà mua đôi này cho tôi nè. Đây mua mấy cái đôi này nè. Mua cái đôi Gucci này nè mấy chị. Xong rồi mặc cái bộ này lên cho em nha mọi người nha. Trời ơi em nói nó sang hết nước chấm luôn. Tin em đi. Nha mọi người mua cái này nè. Mặc cái bộ này lên cho em. Trời ơi dần tới Tết mấy chị. Mặc cái bộ này cho em là hơi bị đỉnh luôn. Đi tiệc tùng cho em nha. Rất là sang luôn mấy chị. Cái này là đúng là về ra mắt gia đình chồng nha mấy chị nha. Ta nói thiệt luôn rồi. Thấy một cái rồi. Mai cưới liền luôn. Mua đôi này nè. Mang với mặt bộ đồ này cho em. Em nói thiệt sự luôn. Rất là đẹp. Em đảm bảo với mấy chị luôn. Cái này nói thiệt luôn á trời. Cực kỳ xuất sắc luôn, cái này nó thiệt nha mấy bà. Nhìn rồi mấy bà tưởng tượng thấy bà thấy không nè, đôi guốc này nè, đôi mua đôi này nha, chính xác là đôi này cho tôi nha. Mặc cái này lên rất là sang luôn, hứa với bà chỉ một câu luôn, đẹp xỉu. Ok, đầm đen cho chị Hương Ngô có rồi luôn, rồi nguyên một set luôn đó nha, nguyên một set luôn chứ không phải là áo hay là chân váy không đâu. Cái chân váy là chân váy nhúng nè chị em nè, thấy không? Cái phơm váy là phơm váy dài, mấy đợt trước em về ngắn đây không mà mấy chị. Đợt này em về phơm chữ A nhúng nhẹ và ngang gối giùm em luôn cho những chị đẹp nào mà mình kiểu như là mình thích, kiểu như là hơi bị chững chạc một tí xíu. Em này là một sự lựa chọn đúng đắn giùm em luôn. Em nói thiệt, mấy chị mua cái set này về, đúng không? Mấy chị lấy cái áo không thôi, mấy chị đó vẫn còn đủ tiền nha. Tại vì một cái áo sơ mi này mấy chị ra ngoài mấy chị mua không hay dưới 200 ngàn một cái, hứa luôn. Không dưới 200 ngàn một cái áo sơ mi này đâu, yên tâm giùm em luôn nha. Chị Bích Hợp lấy hai set lên thông tin giùm em luôn, chị Bích Hợp ơi. Lấy hai set lên thông tin giùm em luôn nha, chị đẹp nha. 65kg không vừa đâu chị. Cái này tầm 58 cân độ về thôi. Ngó heo để em xíu em lên cho chị. Hương Lê ơi, cái này là nguyên set luôn chị Hương Ly. Nguyên set luôn, lấy nguyên set luôn đi. Nha. Tụi mày điên quá à. Không hiểu sao cơ mà bán áo không luôn á. Cái áo này ra, bây giờ bán cái áo này 110.000 nè. Ôi lộn, bán cái áo này 100.000. Đúng không mấy bà? Đúng không? Bây giờ em bán cái áo này 100.000 mấy chị. Tại vì những cái áo sơ mi bình thường em đã bán 95.000 rồi. Bích Hợp ra thông tin giùm em luôn. Đúng không mấy chị? Tại vì bình thường em đã bán một cái áo sơ mi bình thường đã 95.000 rồi. Bây giờ em bán con áo này, 100. Em tặng mấy chị cái váy được không? Em tặng cái chị mấy chị cái váy. Mấy chị ơi, nó rất là rẻ. Thật sự nếu mà mình chia ra, mình tính mà chia ra thì nó thật sự nó rất rẻ luôn. Rẻ lắm mấy chị à. Không có mắc đâu, yên tâm giùm em đi.
Yên tâm giùm em đi, mấy chị gái của em mà. Trời đất ơi là trời, nhìn là một cái nó xỉu úp xỉu đau liền luôn á trời. Ủa này cột sao em quên mất tiêu, tao quên quên cắt cột nơ đẹp đẹp rồi. Lên pyjama nữa đi chị, ok luôn, bích hợp lên thông tin rồi nè. Rồi bộ này bên em có hai màu. Thiệt. Sao ta, dày, 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 dày. Rộn dày phải không? Đó, dày, cột nơ xấu rồi ta. Tôi quên cắt cột nơ đẹp rồi mấy bà. Rồi ok. Rồi pyjama nữa đi chị hả, pyjama đợi một chút đi. Pyjama đợi một chút đi. Rồi em lên cho bà trẻ, còn ai lấy set này nữa không? Không lấy em qua mẫu nha. Set này đẹp lắm mấy bà ơi, ngày mai lên tiếp cũng được. Rồi lên set thể thao đúng không? Ok làm ship này đẹp đẹp cho anh. Ship đẹp giùm em đi. Set thể thao với set đùi còn không chị? Còn. Còn còn, yên tâm đi, lát em lên liền nè. Lên set này bị tụt view quá nha. Bận set này cho bà đi tiệc với bà tượng đồ đám ma sao á, trắng đen tượng đồ đám ma nữa. Không ai comment. Tức chết à. Dạ 109.000. 109 kèm số điện thoại giùm em. 109 kèm số điện thoại nha quý vị. Rồi áo không. Trước khi em lên áo khoác là em phải lên quần jean áo thun để lát hồi lên áo khoác cho nó dễ. Được chưa? Anh lên quần jean áo thun để lên quần lên áo khoác cho dễ nha chị em ơi. Bộ này đẹp quá trời đẹp luôn. Lên quần jean cho chị em mình nha. Trời ơi quần jean không có chỗ để luôn nè. Jean về nhiều không có chỗ để luôn nè. Sao mà nó quăng mỗi góc một nơi vậy trời. Một nơi một mẫu vậy. Ba lận hả? Ba lận nằm ở đâu một ly nữa đây. À, rồi, vậy thật quá. À, rồi, vậy thật quá. Rồi mấy chị ơi chia sẻ lại giùm em nha mọi người nha. Ok luôn, lên giùm em cái con này đi. Rồi. Rồi lên quần jean nè mấy chị ở đây. Chị ơi em nhắn tin set nu dồn 109 cho Bảo Ngọc. Áo kiểu đợi em xíu em lên liền luôn. Áo khoác em lên liền nè chị. Cho em lên cái quần jean với áo sơ. Áo cái đi mấy chị. Rồi quần này mới về luôn. 145.000 giùm em. Trời ơi trời, cái quần xước nó đẹp mấy chị ơi. Má ơi bữa nay về cái quần xước đẹp dữ vậy trời. U là trời quý vị ơi. Lên xin xanh cho chị em mình nha. Em lên xin xanh cho mấy chị, cho mấy chị. Đây 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 anh. Sáng mai này sáng mai Mỹ. Hả? Sao? Nổi không? Anh thôi. Hả? Ok là. Trời ơi em chuẩn bị em với chị ơi. Phép thuật win. Trời ơi, chia sẻ cho em nha. Em chuẩn bị em lên cho mấy chị một cái bơm tấn mấy chị ơi. Trời ơi, mê mê quá, mê like quá trời, luôn này đồ đẹp mê. Mê. Mẫu gì sau lưng chị vậy? Pyjama em ơi. Sau lưng chị là pyjama á cưng. Mê mê chữ E kéo dài luôn á trời. Rồi. Rồi. Dạ 105.000. Có lộn 102 giùm em một bộ nha. Áo yếm mấy chị. Chất
cua zip giùm em luôn. Hơi bị xịn sò nha mấy bạn, hơi bị xịn sò cho em luôn. 55.000. Cái chất mê luôn cho mấy chị đẹp của mình luôn. Nè, số nè. Trời ơi, em nói cái con yếm này nha mấy chị. Mấy chị vô shop mấy chị mua hả? Đây, 80-90 ngàn một áo, hứa luôn. Chị đó hả, chị đang 50kg. Chị đang 50kg nha. Rồi màu giùm em luôn. Em đang mặc hồng nhạt mấy chị. Hồng nhạt, hồng đậm nè, màu nu nè. Hồng nhạt, hồng đậm, màu nu nè, màu trắng nè. Nhạt nu trắng đen. Nhạt nu nè, trắng nè, đen nè, 55 ngàn một áo giùm em. Quần 145 nghìn nha mấy chị đẹp. Quần này là vô hàng shop cho em nè mọi người nè. Cái chất rất là đã, cái chất rất rất là ghiền giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi ok la chưa? Đen, trắng, hồng. Đen, trắng, hồng và nu. À, hồng nhạt, hồng đậm cho em luôn nha mấy chị đẹp nha. Rồi, hàng này bao cho mấy chị luôn. Cái chất đợt này về form yếm siêu xinh xịn mịn. Được chưa? Quần em đang mang thì về cho mấy chị là được 3 màu. Quần em đang mang về cho mấy chị được 3 màu nha. Màu em đang mang mấy chị ơi, nó là màu đậm nè. Rồi, cái này giúp em là màu đen nè mọi người. Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này giùm em là màu đen nha mấy chị. Quần này là quần màu đen nè. Và màu nhạt giúp em luôn. Màu đen, màu nhạt. Và màu em đang bận. Đây, 145 mấy bà ơi, 145 giùm em nha mọi người nha. Đây, 3 màu giùm em nha mấy bà trẻ nha. Quần 145 nghìn một cái. Áo em đang mặc là bao nhiêu tiền đây? 55 nghìn. Màu em đang cầm trên tay luôn ha tình yêu. Qua lại mới rồi. Qua lại mới đi, la này bị tụt view rồi, tụt view rồi. La này bị tụt view rồi mấy chị ơi. Qua lại mới đi mấy chị. Áo 55 ngàn cả mấy bạn, áo 55 ngàn. Yếm ngắn hay dài? Yếm này ngang rúng chứ, yếm này ngang rúng cho em luôn. Rồi yếm hồng nhạt cho Nguyễn, cho chị Ly Nguyễn nè. Áo này còn mới cầm đâu rồi. Áo này còn. Ờ. Nhỏ nào ai biết đâu. Nhỏ lùng hả? Ok luôn. Màu đen thui. Cái quần đó là quần màu đen thui. Rồi quần đen cho em size mấy chị ơi. Quần đen cho em size mấy chị. Một quần màu đen. Đen đen cho em xin size mấy chị ơi. Khỏe lưu lấy quần xanh lò nè. Sao này quần này. Cái quần này nằm size nằm đâu vậy chị? Yếm màu nhạt hả? Rồi ok luôn. Quần cho em nè, từ từ. Quần đen Trần Thị Linh ơi, chị lấy size gì chị? Lấy size gì? Qua lại mới đi. Qua lại mới đi nha mọi người nha. Qua lại mới đem chốt cho.